Có. Giả bộ có tiền thêm đi chị Cathy Lê ơi. Em chào chị Dương Thùy nha. Dạ sắp em ở quận 12 nha chị Lê Diệu nha, sắp em ở quận 12. Liên ơi, Liên, tiên ơi, tiên. Còn cái trái đóng giùm chị trái nước đi. Này là một kiện lụa hàng thời trang. Rồi em lên tiếp hàng thời trang. Thời trang em còn 3 kiện nữa mới chị. Tới còn 3 kiện nữa nha. Von Chiffon có giảm 23 ngàn nè. Lên giùm em mã 23. 23 Von Chiffon có giảm. Rồi chị đang lấy thì lên giùm em 23 nha. 23 này của em được 2 mét, để có thuộc cho chị. 23 2 mét chị đang lấy thì lấy em mã 23. Von chi không có giảm, mình may áo rồi rất là xinh luôn. 23 ngàn 2 mét siêu rẻ luôn mấy chị nha. Chị đang lấy thì lấy giùm em mã này 23 nghìn. Rồi mã này lấy giùm em là von thời trang ha. Von S thời trang 26 nè. Rồi mã này 26. Này mình hàng có giảm nha mấy chị nha. 26k lấy giùm em 26 may áo kiểu. 1 mét nè. 2 mét luôn mấy chị ơi. 2 mét 26 lên giùm em mã này 26 2 mét ha, màu xanh có hoa. Mã này giảm nha. Cả hai mẫu đều giảm, cái này là giống như là hàng von F thời trang có giảm nhúng nè, cái này giống von nhúng vậy đó. 26 lên giùm em mã này 26. Rồi 26 con chốt cho cô Thanh Hồng. Để thực ngặn cô chi mở thầy mở các phải đấy nó tắt. Mở các thầy luôn học trái đó. Hello Trúc Nhân. Rồi mã này 33 lên giùm con 33 von chi phong có giãn luôn, 33k. Rồi lên giùm con mã 33 nè. Thanh Hồng rồi thêm một đêm nữa. Rồi mã này 33 lên giùm con 33 nha, 33 cái này có giãn nè. Rồi 23 chốt cho Loan Vũ, rồi lên đăng mới cho Loan Vũ nè. Rồi mã này là 33 nha mấy cô mấy chị nha. 33 von chi phong có giãn. Cái này của con được hơn 2 mét, được 2m2 á. 2m2 chị đã lấy thì cầm bao nhiêu? 2m2. 2m2. Con cảm ơn cô Thanh Loan. 2m2 33.000. Mã này về mấy cô may áo dài được nè. Áo dài mã này được nha mấy cô nha. Von Chiffon có giãn 33.000 2m2. Cái mã này xinh lắm. Vì mình may áo dài hoặc áo đầm đều đủ luôn. Mà cái này 2m2 2m3 lận. 33.000. Rồi von mã này là 11.000 lấy giùm con mã 11. Chị lấy để cái này nè. 11 ngàn lấy giùm em 11k được 1 mét ha. 33 chốt cho Lữ Nguyệt Hảo, lên đơn cho Lữ Nguyệt Hảo. 11k mã này lấy giùm con 11 ngàn. 11 ngàn. Em phân ra hai sọt hai bên, ví dụ như là chữ nào quyết định thì giữa chữ nào ở trên. Để em bỏ ra hai sọt. Rồi 11 ngàn con chốt cho cô Thanh Hồng, rồi sọt của ai ngồi đợi tư bấm ở giữa cái hai người không cần nó sẽ. Mưa sẽ vừa bỏ. Bây giờ đi xa giờ luôn công gọn tầm vài nó mất thời gian hiểu không? Rồi mã này 29, cái này là lụa giùm con ha. Lụa có giãn này 29 ngàn. Lụa có giãn 29. 1m6 nha mấy cô mấy chị nha. Lụa có giãn 29 ngàn 1m6. Lấy giùm con mã 29 1m6 à. Hai mươi chín ngàn em chốt của chị Dương Thùy, lên đơn mới cho chị Dương Thùy 11, 29.
Rồi mã này là chi phong có giảng dùm con luôn, 22.000 lên dùm con, 22 mẫu là siêu đẹp luôn mấy con. 22.000 nha. 22.000 được 1m45. 22.000 chi phong có giảng 1m45 lên dùm con 22. Mẫu này là lụa này mấy chị nè, lụa lót hai bu tai ha. Chuyên lót đầm nè. Lụa lót hai bu tai. Cái này dài lắm, mình comment mã xong mình kèm số mét giùm con nha. Mã này 86 kèm mét giùm con. 86k kèm mét. Lụa lót hai bu tai có giảng 86k kèm mét giùm con. Mã 86 kèm mét ạ. À. 2 mét nè. 3 4 5 6 nè. 6 nè. 7 nè. Rồi 8 nè. 8 nè. Rồi được gần 9 mét luôn ha. Được gần 9 mét luôn nhưng mà có 86.000 thôi. Rồi chị nào lấy thì comment giùm con là mã 86 kèm mét, lụa hai bu tai nha. 86 rồi 1 mét cho cô Thanh Hồng nè. Xẹp bò trên tầm vài luôn. 2 mét cho chị Thủy Hà. Làm giọng hôm nay chị hướng dẫn á, cái bài liên xuống đi tên. Để có thử ai không hiểu thì tụi chị liên tiên đạt lại. Rồi 2 mét cho cô Thủy Hà. Rồi đơn mới cho cô Thủy Hà nè. 22 con chốt cho cô Thanh Loan. Rồi lên đơn mới cho cô Thanh Loan. Rồi lấy giùm con mã này là mã lụa lót 86 gần 9 mét. Lấy giùm con mã lụa lót vàng, lót hai bu tai có giãn nha mấy cô nha. Lấy giùm con lụa lót màu vàng. Rồi một cái mã này thời trang xúc nhúng nè. 29 nè. Mã này 29 xúc nhúng có giãn nha. Cái mình hàng thời trang này mấy chị lên chân váy, lên đầm là vậy đó. 29.000 được 1 mét ha. 29.000 1 mét, chị nào lấy thì comment những em 29. Nhớ cắt lỗi hết luôn mấy bé nha. 29.000 một mét này xốp nhúng nè. Cô nào lấy thì lên giùm con mã này 29 nha. Rồi 29 chốt cho mẹ Titi, lên đơn mới cho mẹ Titi. Rồi một cái mã này là thun dập ly. Cái này có phải dập ly không? Cái này giống thun gân á. 75 mã thun gân màu tím tím nè. Cái này thun gân nha. Về mấy chị lên đầm, lên áo hoặc lên đồ bộ, lên quần ống suông. Rồi lên giùm em mã này ha. Láng lắm luôn á, mình hàng mát rưỡi luôn nha mấy chị nha. Mà láng không có xù lông. 1 mét nè, chị Diệu Duyên lên mã 29 hết rồi. Rồi khúc này của em được 2m2 mấy chị. Mình hàng rất là đẹp, cái này mấy chị về may đầm hoặc là mấy chị về may quần ống suông không cần lót nha. Rồi 2m2. 2m2 là giùm em 75.000 thôi. Màu tím nó cũng rất là dễ thương luôn. 2m2 75. Cái này là gân gân nha mấy chị nha. Mình hàng không có xù gì hết. 75.000 2m2. Rồi mã này là von lên giùm em 14 ha, 14. Liên liên bán xe hả tím? Đáng xé đúng không? 14.000 được 1 mét nha mấy chị nha. Cái này là von dập nhúng nè. 14.000 1 mét. Rồi 75 chốt cho Diệu Duyên, em lên đơn mới cho chị Diệu Duyên à. 15.000 lấy giùm em mã này 14.000 thôi, 14, cái này có 14.000 à. Rồi lấy giùm em một cái mã này là lụa mấy chị, lụa mà mình hàng này dày ha. Dạ hôm nay con chưa có đuổi á cô, chắc nếu mà hôm nay con like hết cái thời trang này thì con nhập, con cho bên kho chở đuổi về. 26 á, tại vì bên kho kho con chật có không có chỗ. 26 lên giùm con mã này 26, 1m1. Rồi mình hàng này mình dày dặn, mình lên quần lên áo được nha mấy cô nha. Mình hàng này dày nha, mình lót hoặc là mình lên quần áo được. 26.000 1m1 màu vàng lên giùm con 26 nè. 26. Lên ra dâm dạng quần công sở cũng được ha. So theo này không có chị Hiền ơi. Rồi mã này 15 giúp em hàng công sở, trượt công sở nha, lên chân váy hoặc là quần. Trượt công sở, mã này của em được có 8 tấc không? 8 tấc không? Trượt công sở là mình lên chân váy đẹp lắm nha mấy chị. 15.000, 15.000 8 tấc. Rồi con chốt cho cô Thanh Hồng mã 15 nè. Rồi khúc này lên giùm con là lụa mấy cô, lụa có giãn lên bộ 34. Rồi lên giùm con mã này 34 nè, lụa giãn 34k. Rồi lên giùm con 34 nè, 1 mét. 1m8 34k. Lên giùm con 1m8 34 ha, 1m8 34. 1m8 34 nè.
Rồi một mã tipsy mấy chị lên chân váy quần sọt nha. Tipsy lên váy quần sọt 33 lên giùm con, mã này 33 có giãn ha. 33 có giãn được 6 tấc. Tipsy quần sọt lên nam nữ đều được 33, 6 tấc. Con chào cô Thanh Hồng. À con chào cô Mai Trần. 34 cho cô chị Dương Thùy nè. Rồi vả này là lụa nha mấy chị nha, hồng sen này là mã lụa nè. Chị nào mua về mình may may đầm may bộ, không cần lót nha, mình hàng này giãn. Cái này là hàng một cái cây dài luôn, nên cô nào lấy thì comment giùm con là mã hồng, lụa hồng kèm mép rồi con cắt nha. Đây nha, cái mình hàng này dày lắm. Này cái giãn nhiều nè. Lụa hồng kèm mép nha, lụa hồng kèm mép. Chị Hiền ơi, nay không có show theo. Lụa hồng kèm mép giùm con mã này ạ. Rồi lụa hồng kèm mép ha, lụa hồng kèm mép nè. Rồi chị nào lấy thì lên giùm con mã lụa hồng kèm mép ha, lụa hồng. Đây ạ, lụa hồng kèm mép giùm con mã hồng sen. Rồi cô nào lấy thì lên giùm con mã lụa hồng sen. Lụa hồng kèm mép ha. Rồi chắc cái này lâu lắm á chị, tại vì con em cũng nghe bên kho đó là cái hàng đó bây giờ khó săn lắm. Giờ bán hết rồi khó săn lắm luôn, có thấy mấy shop khác còn lên giá 50 ngàn một mét không à. Nhưng mà shop em vẫn bán ký mà giờ cũng không có hàng luôn. 38 lên giùm em mã này 38 ha. Lụa bọc xốp 38k nè. Cái này đẹp lắm nha mấy cô nha. Giãn nhiều nè. 38k lụa bọc xốp, chị đang lấy thì comment giùm con 38 nè. 38 lụa bọc xốp. Được 2 mét nha. 2 mét 38k lụa bọc xốp lên giùm con mã 38. Rồi 2 mét hồng sen cho cô Thanh Loan nè. Em hello chị Thủy Triều nha. Chị về chưa? Có đi nữa không? Hả? Rồi à, 3 mét lụa hồng sen cho chị Hương Lê. Này em lên đơn mới cho chị Hương Lê nè. 1 2 3 Cái này mấy chị lên bộ, lên đầm được nha, lên áo kiểu gì cũng được hết. Rồi 1 mét rưỡi cho chị Kim My. Rồi em lên đơn mới cho chị Kim My nè. Rồi em cảm ơn chị Thủy Triều nha. Có gì kiểm tra hàng, hàng có vấn đề gì nhắn em với chị. Rồi hồng sen có chị nào lấy nữa không mấy chị nè. Cái này giãn nhiều đẹp mấy chị nha. Mã này là chất vải nó cũng mềm mát. Với chị về mình may đầm hay là may gì cũng được. Rồi hàng này là bên hàng thời trang thiết kế, mấy chị yên tâm về chất lượng luôn nha mấy chị nha. Em lên lô này hàng thời trang thiết kế với đồ công sở không à. Em chỉ còn khoảng cỡ 4 kiện mới thôi là hết rồi mấy chị. Là còn khoảng cỡ 200kg thôi là hết sạch luôn á. Rồi 33 ngàn lên giùm em mã 33. Cái này có giãn nha. Ui màu rất là mát luôn. 33 mình lên áo sơ mi, lên quần ống suông hoặc lên đầm gì cũng được hết nha mấy chị. 2m 33 ngàn. Lên giùm em mã này 33 nè. Quần ống suông này rất là nhẹ nhàng luôn. 2m 33 lên giùm em 33 2m ha. 2m 33k. Rồi 33 em chốt cho chị Quỳnh Thị Đỗ, lên đơn mới chị Quỳnh Thị Đỗ nè. Rồi mã này tipsy. Rồi lên giùm em mã này 32 thôi mấy chị ơi. 32 tipsy 6 tấc rưỡi, mình hàng có giãn, may quần sọt nam hoặc chân váy, quần sọt nữ đều được. 32k lên giùm em 32k. Lụa bọt xốp hoa nhí có giãn 38. Rồi lên giùm em mã này 38 2m thôi mấy chị ha. Này 38 2m nha. Cái này có giãn nhiều luôn, mình may bộ không cần lót luôn nha, may bộ may đầm không cần lót luôn. 38 lên giùm em 38. Cái này thun này là giống thun cô tông nha, sờ vào mắt lạnh luôn nha mấy chị nha. Thun cô tông màu đen tuyền 72 nè. 38 chốt cho Quỳnh Thị Đỗ. Mã này 72 lên giùm em 72k. Thun cô tông mát lạnh luôn nha mấy chị, màu đen tuyền. 72. 72 1m nè. Cái này của em là 1m8 nhân cho 1m6 ha. Rồi 72 chốt cho Bích Ngọc Trần, lên đơn mới Bích Ngọc Trần. Mình hàng này là hàng, cái hàng này không biết rồi mấy chị. Hàng này em không biết chất, chất không giãn, mình hàng dày. Em cảm giác như là nó dùng để tạo cái độ phồng ở trong váy, hoặc là mình lên để lên quần sọt rồi vậy thôi, thì không biết chất này để làm cái gì hết. 38k nha. 38k màu trắng dày, nó có độ bung y như tách tay vậy đó. Rồi 38 trắng là giùm em 38 trắng nè. 38 trắng 1,5m ha. 38 trắng 1,5m. 38 trắng 1,5m, chị nào lấy thì comment giúp em.
Chị ơi, cái đơn hồi sáng mới gói xong đi mất tiêu rồi. Em vẫn còn like hôm nay với ngày mai em có về mấy tấn hàng thô cô tông đẹp lắm. Em gom vào đơn ngày mai được không chị? Chứ giờ hàng hồi nãy shipper mới lấy tức thì luôn. Rồi 36 ngàn chắc này là gold ha mấy chị ha. Chắc này là hàng gold lên công sở giùm em nè. 38 chốt cho Diệu Duyên. Rồi mẫu 38 chốt cho Diệu Duyên. Mã này 36 đó giùm em, 36 nha mấy chị nha. 36 lên cái này giùm em là hàng chân váy công sở hoặc lên quần tây đều được, hơn 1 mét nha mấy chị nha. 36 hơn 1 mét con chốt cho cô Thanh Hồng. Màu đen này là về mình may quần tây hoặc mình may chân váy đều được. Này hơn 1 mét nó tính ra được gần 1 mét 1 đó cô. Rồi con có một mã xanh minh này có giảm, hàng lên quần tây công sở nha. Rồi 37 ngàn, lấy giùm con mã này 37 màu xanh minh, hàng có giảm lên quần tây công sở hoặc chân váy đều được. Mấy chị lên áo khoác tay ngắn, áo vest tay ngắn cũng được luôn. 1m2 37 con chốt cho cô Thanh Hồng nè. Rồi hello chị Nguyễn Thanh Hằng nha, chị Nguyễn Thu Hằng, có phải may quần tây học sinh không? Quần tây học sinh, quần tây học sinh, để em coi thử cái lô này like ra nó có khúc ngắn ngắn không, chứ còn hàng quần tây hàng công sở là giờ em không có hàng quần tây rồi. Bữa em thấy bữa em có về được mấy bé dài dài á, có like á, có like trên like luôn á, hết rồi, mất tiêu rồi. Màu da lên nha, cái mã này lên công sở nè, trượt công sở nha mấy chị, cái này trượt là đẹp lắm mấy chị ơi, y như cô tâm lạnh luôn nha. Màu da cái này mấy chị lên giả vét hoặc là lên quần, lên chân váy, lên đầm đều được ha. Mã 60 có giảm trượt nha mấy chị nha. 60 2m 2m2. Em chào chị Vi, chào chị My Lai, em chào chị Thu Hằng nha. Mã này 60 2m2, lên được một bộ vest tay ngắn hoặc là mấy chị lên vest tay dài cộng với chân váy nha mấy chị nha. 60 chốt cho Quỳnh Thị Đỗ. Màu vàng này lên hàng công sở giúp em luôn. Vàng này là một cây dài, lên giùm em mã vàng kèm mét nè. Vàng này kèm mét lên quần ống suông được nha mấy chị nha. Vàng này thì mình lên quần ống suông được. Màu vàng này gần giống như là nó nhạt hơn màu vàng nghệ một xíu, là giống vàng nghệ. Lấy giùm em mã vàng kèm mét. Mã này cái này biên xù đẹp nha mấy chị nha. Mình lên được quần ống suông, lên được vest hoặc là lên đầm công sở, lên bộ vest được luôn ha. Lai Linh hôm nay em không có rồi. Rồi chị nào lấy thì comment giùm em là mã vàng kèm mét, mã này công sở nè. Mã công sở. Để em quay cái số sau cho mấy chị xem. À, biên xù chất rất đẹp luôn nha mấy chị nha. Cái này đẹp lắm. Lấy giùm em mã vàng công sở kèm mét nè. Rồi 1m2 cho cô Thanh Hồng nè. Hai mét rưỡi vàng Quỳnh Thị Đỗ nè. Dạ. Liên ơi Liên, nhận lời nhận nhục của cô Thanh Lái nè, gửi cho anh cô Lụi, anh Thẳng. Rồi lên nhà em mã vàng này, mã vàng công sở nha. Ôi quên, anh quên, anh công chủ thị tê. Tại bạn lại từ lại má. Lụa này mã 16 đó nha em, mã 16 ha. Lụa thổ cẩm 16k. Đợt này em lên là hàng thời trang thiết kế nha mấy chị nha. Hàng thời trang thiết kế của công ty này là công ty nào chuyên thiết kế cho mấy cái hãng ở mấy trung tâm thương mại lớn với hàng xuất á. Rồi khúc này của em được 16 ngàn thôi mấy chị ơi. Rồi vàng 2 mét cho chị Hương Lê nè. Vàng này đẹp nha mấy chị nha. Cái này đẹp mấy chị về may bộ đồ cũng được. Vàng này biên xù đẹp á mấy chị. Đây lấy giùm em mã này, mã vàng kèm mét hàng công sở nha mấy chị. Hàng công sở nha. Rồi mã này Volter. Volter lên giùm em 15 ngàn. 15 lên giùm em mã Volter 15. Dạ. Không, con thấy cũng dễ thương á cô. 15 ngàn cái này là Volter nha. Cô nào lấy thì lên giùm con mã 15 nè. 15 cái này của em được 1m75 ha. 1m75 15 ngàn. Rồi cái này xinh lắm luôn á. Về mình may áo nha mấy chị nha. May áo hoặc là mình lên đầm cũng được. 15 ngàn 1m75. Rồi màu hồng này là thun công sở u mì đồ rẻ đó mấy chị, u mì hè ha. Mã 63 lên giùm em 63. 63 lên giùm em 63 nè. Em cảm ơn cô Liên Kim ạ.
63 1m35 ha. Mình hàng có giãn mềm, về may đầm được nha mấy con. Cái này mình may đầm body được luôn, hoặc là con thấy là mã này mình lên quần cũng được, lên quần ôm á, quần ôm hoặc là chân váy bút chì, chân váy ôm được, hàng mình may đầm ôm cũng được nha. 1m nè. Một mét mấy đó. Cái này 63.000 để em đo lại. 1m35 hay sao á? Đúng là 1m35 ha, 1m35. Chị nào lấy thì comment giúp em. Có vải màu trắng cho chị 6m. Chị mua hàng trắng lót gì chị, em có trắng lót boy á chị. Chị có lấy trắng lót boy không? Nét 25.000. Còn trắng em cũng có là đuổi tơ màu trắng thì cái đó ký 150 rẻ hơn. Em chào chị Thảo Hồ. Rồi mã này lấy giùm em lụa lót màu da ha, 39. 39 nè, mã này 39. 1m, 2m, 3m, 39. Rồi em giảm cái phần này do nối với lại bị dơ ha, còn 34.000. Giảm còn 34, chị nào lấy thì comment giúp em. 3m lụa màu da có giảm không? Lụa ha bu tai 3m nè. 39 giảm còn 34. Màu xanh navy. Rồi 39 giảm còn 34. Em chốt cho chị Vi nè, lên đơn mới cho chị Vi. Ghi 39 giảm còn 34 nè. Rồi mã này lấy giùm em 72. 72. Rồi 72 lấy giùm em 72 mã u mì nha mấy chị nha. Thun u mì công sở. 2m 72.000, màu xanh navy. Lấy giùm em mã 72. 72 2m. 72 2m nha. 72 2m. Ế quá. 72 2m chị lấy thì cầm bao nhiêu em mã 72 nè. Rồi mã này là gấm 40 lên giùm em 40. 40 hay cái này là bố gấm nha mấy chị nha. Bố gấm 40.000. Tiên, chị nhớ cái này xíu. 40 lên giùm em mã 40. Cái này của em được 1m2 ha. 72 chốt cho quý sủ lên quý sủ à. Vậy là mẹ cái comment mà chị đăng thang thố có tống mà đỡ như mày tạm gì đó. Ai lại thì sao lắm đấy. Rồi 40 con chốt cho cô Thủy Hà. Cô Thủy Hà có đơn rồi. Rồi mã này lên giùm con là một cái mặt này là lụa ngọc bích nha mấy cô nha. Ngọc bích này 53. À cái đó là bố gấm đó chị. Rồi lên giùm em cái này là lụa ngọc bích nè ha. 1m nè. 2m. À được 1m9 thôi mấy chị ơi, 1m9. 1m9 này 53, lên giùm em 53 nha. À, mấy cô ơi con đang xe 95.000 nên đôi khi nó sẽ có một số lỗi nhỏ nhỏ nha mấy con. Rồi cái này là biên xù phập một chỉ màu xanh luôn này mấy cô ơi. Này nó bị dơ một bên rồi, nó dơ một miếng rồi về mình có thấy cái này giống như là bị dơ thì nó giặt ra. Và mã 72 con chuốt mất rồi. À 72 quý sửu. Bố gấm là không giảm đâu chị. 72 nha em chốt cho chị nào ta? Em chốt cho chị quý sửu luôn mà. 72 cái đó không gọn giảm nha, bố gấm cái loại mà bình thường em có mang cái màu xanh xanh màu đầm gấm hoặc là cái chân váy á, quần sọt á, cái đó mang con chân váy quần sọt được. Rồi lấy giùm em mã này nha mấy chị nha. 1m9 nè, lụa ngọc bích. Rồi lấy giùm con mã này 52. 1m9 52 màu trắng, rồi mình may bộ may quần cũng được nha. May quần cái này may cái mình hàng này dày lắm nên mình có thể là may quần dày cũng được. Rồi lấy giùm con mã này 52. Thun công cái này là hàng gôn công sở lên quần tây chân váy giùm con 26 nè. 26 là giùm con 26. 26k. Và khúc này nó bị lỗi rồi. 1m nhưng mà nó bị lỗi bên đây nè. Đây nó bị lỗi bên đây. Nó bị lỗi bên đây nên con giảm để cho mấy cô về mình may trên váy thôi ha. 26 rồi con giảm này còn 10.000. À 16.000 nha. 52 con chốt cho cô Thanh Hồng. Mã này 26 giảm còn 16. Cô nào lấy thì comment giùm con 26 giảm còn 16 ha. Rồi con có một cái mã này là nó như là nhung tâm luôn rồi ha, 42. Rồi 16 con chốt cho cô Diệu Duyên. 16 chốt cho Diệu Duyên, hai sậu giảm con 16. Mã này là nhung tâm ha, được 1m nè. Mét nhung tâm. Rồi 39.000 mấy cô ơi, tại vì để con cắt lỗi cái đã. 16 cầm hết đi. À cái này là nhung tâm màu nâu ha. Lấy giùm con mã nhung tâm nè. 39.000 nha. Rồi 39.000 chốt cho Lê Nhung, mà cái này sau khi cắt lỗi còn 37.000 nha chị nha. Rồi lên đơn mới cho Lê Nhung 37 nè. Rồi cái này lên giùm em một cái mặt lụa, một cái lụa gì mà một mặt bóng và một mặt không bóng đó nha mấy chị. Mình hàng nó dày nha.
Rồi mã này là 110 mấy chị ơi. 110. Cái này không có giãn, em nghĩ là cái này mình chuyên để lên đầm thôi. Lên đầm lên trên váy gì đó. 1 mét nè, 2 3 3m6 mấy chị ơi, 3m6 ha. Màu xanh mình nó sọc sọc trên tuyến vậy nè. Mình hàng thì rủ lên quần ống suông, lên chân váy hoặc là lên đầm, em không biết mô tả là chất gì hết. Mình hàng dài dặn cầm lên nặng tay nhưng mà nó rủ nha. Nó rủ nó trượt. Rồi mã này 110 lên giùm em, 110. Mình chia đôi cũng được ha. 110 mã này chia đôi cũng được, hàng thời trang nha mấy chị nha, thời trang. 2 mét nè. 3 mét. Rồi cái này được 3m45, nó có một mặt nó có độ bóng bóng nè. Mặt này là không. Nó giống như dạng giống như là gần giống như là phi hai da đó mấy chị. Giống như phi hai da để mình lên lên đầm thiết kế. Rồi 2m4, 110k. Lên nhà em 110. À, mã này là lên mango giùm em ha. Cái này mango hay là ngọc bích gì đó. 29.000 lên giùm em, 29 màu cam đất. 29 cam đất 1m25. 1m25 29. Về mình may quần được, quần suông được nha. 29 chốt cho cô Thanh Hồng nè. Rồi mã này là hàng satin, lên giùm em 35. 35 satin có giãn lên giùm em 35, hình lập thể nè. 35k 1 mét. 1m9 35k chị nào lấy thì lên giùm em 35k lập thể 1m9. 35 chị nào lấy thì comment giùm em 35. Rồi màu đen. Rồi 35 con chốt cho cô Thanh Hồng. Màu đen này lên hàng quần tây có giãn thì em mình hàng dày lên đầm cũng được nha, 64.000. 64.000 cái này thì mình hàng láng mấy chị, ở trước này láng ha, láng nhưng mà không bóng. 64, mình lên đầm công sở hoặc là lên trên váy lên quần cũng được ha mấy chị ha. 2 mét hơn. 2 mét hơn 64.000, mình hàng dày êm lắm, có giãn nữa mát luôn á. Êm mát có giãn 64k hơn 2 mét màu đen. Đen tuyền luôn lên giùm con 64.000 2 mét. Lụa mỏng giãn lên giùm con 23. Rồi mã này 23 lên giùm em 23. 1 mét 1 mét 2. 1m3 luôn mấy chị, 1m3 23 lụa có giãn. 1m3 23k. Rồi lụa giãn là giùm em 23k. Rồi cái này là giùm em là Volter ha. Rồi 64 em chốt cho chị Quế Anh Nguyễn Tùng. Rồi lên đăng mới cho Quế Anh Nguyễn Tùng nè. Rồi mã 23 con chốt cho cô Lê Thị Tâm, lên đăng mới cho cô Lê Thị Tâm. Rồi mã này 13. 13 là Volter ha mấy cô ha, Volter màu da nè. 13.000. Được 1m1 13 nha, 1m1 13 Volter. Lên giùm em mã này 13. Em có một cái mã xanh lá này nó như là hàng tắc ta đó nha mấy chị. Cái xanh lá này là tắc ta nè. Mình hàng không giãn, nó dày, có độ bung, độ đơ. Nói chung là chị nào mà cứng này để mình làm may chân váy công chúa nó có độ đơ này, lên giùm em mã xanh lá. 13 em chốt cho chị Nhung ạ. À. Ủa? Cái này nó giọng nhau hả? Lấy giùm em xanh lá là tắt ta nha mấy chị nha. Xanh lá tắt ta không giả. Có một cái khổ của nó đi con. Mã này mấy chị mua về mình làm chân váy công chúa đó, khổ mét rưỡi. Mình hàng dày không giả nha. Rồi tắt ta lấy giùm em mã xanh lá này ha, xanh lá tắt ta. Về mình may chân váy xòe xuống dưới nó rộng á, chân váy rộng, chân váy xòe ở dưới á, xong rồi mình phối thêm áo rồi vậy. Rồi chị nào lấy thì comment giùm em xanh lá nha mấy chị nha, xanh lá nè. Mã xanh lá. Màu đen mình hàng dày lên chân váy lên quần giúp em này 44 nè. Cái này mình hàng dày lắm luôn nha mấy chị. Dày lắm luôn á. Đây nè. Điên xù nhiều luôn. 44k. Chị thôi, kêu chị Tâm thôi. Dạ ok chị. Đây 44 nha, cái này mình hàng dày giãn. Chị nào mua về mình may chân váy cũng được, may quần cũng được ha. Khúc này được hơn 1 mét. Hơn 1m44 này chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 44 hơn 1m nha. Xanh lá 2m cho chị Tâm nè. Rồi cái này lên giùm em là đuổi linen ha mấy chị ha. 30 lên giùm em mã 30. Lập thể đuổi có sẽ vải lên nền á, 30k. 30k được 1m9. 30k 1m9 lên giùm em 30. Rồi 5 mét cho cà rốt Binh Binh, lên đơn mới cho cà rốt Binh Binh.
điện thoại lấy tiếng lại giống chị bánh lược ấy. Tiếng ơi nè, rồi 30 cho chị Nguyễn Thị Hằng, chúc chị Nguyễn Thị Hằng. Rồi màu này màu xanh đá vậy mấy, mà cái này là vải thun cô tông nha mấy chị nha, 52k thun cô tông mát rưỡi luôn, 52 về mình may quần ôm hoặc là mình may bộ cũng được, may áo cũng được. 52k là 1m3 nè, 1m3 nhân với 1m65, 1m3 nhân 1m65. Dạ không, dạ không cô ơi, quần tây xanh đen với kt trắng em hệt lấu thôi, cái đội xanh không có, bừa cầu cái áo dây không ngọc nhưng mà dơ cũng hệt mất tiêu. 52 chốt cho Lê Thị Tâm. Rồi hàng này hàng quần tây ha mấy chị, 61 nè. Rồi chị nào lấy thì lấy nhà em mã 61, 61 nha. Này là số xéo công sở lên quần tây màu đen tuyền 61k, 61 được 2m1. Rồi 61 2m1 giùm em nè. Hàng này biên xù công sở nha mấy chị nha, màu đen số chéo 61 2m1. Rồi một cái mã này là hàng ren ha mấy chị ha. Cái này là ren hàng nè, 54, tại cái này em có một cây luôn. 54.000 chị lấy thì cầm bao nhiêu em, 54.000 ren hàng có giãn 1m, 2m, 3m nha, 3m. Rồi mã này lên giùm em là ren hàng ha. 3m ren hàng này là 54k. 3m ren hàng 54k. Nhũ màu tím nè mấy chị nè, nhũ màu tím 57. Rồi mã này lên giùm em 57 nè. 57 nhũ màu tím ha. Rồi nhũ màu tím 57.000 nè. 1m nè. 1m8. 1m. Rồi này được 1m8 nha mấy chị nha. Rồi 57 em chốt cho chị Đặng Thị Sương, lên đơn mới cho Đặng Thị Sương mã 57 nè. Lụa bọc xốp có giãn. Lụa bọc xốp có giãn, mã này 75. Rồi lên giùm em cái này 75k mấy chị ơi. 75 lụa bọc xốp, cái này mình lấy không hết thì mình có thể chia ra được nha mấy chị. 75 lấy không hết thì chia nè. 2m 3. Rồi 3m6 hả? 3m6 75.000. Chị nào lấy thì comment giúp em. Lụa bọc xốp thì chị nào thích thì mình may bộ hoặc là may đầm may áo sơ mi cũng được nha mấy chị nha. Không cần lót gì hết nha, 75. 75 mình lấy không hết thì mình chia được, lụa bọc xốp có giãn. Mã này là von có giãn lên giùm em 16.000. Von 16 ạ. Rồi lên giùm em mã này 16k. Mình may được áo lẻ nha, hơn 1m thôi. Hơn 1m 16k, cái này là hàng chi phong có giãn đó. Von chi phong đó mấy chị. Lụa thổ cẩm, mã này 19. Rồi chị nào lấy thì lên giùm em 19.000 nè. 19.000 hơn 1m mấy chị. 19.000 hơn 1m ha. Cắt lỗ ra chứ còn nhẹ nữa mấy chị. 19.000. Rồi 16 em chốt cho chị Teo Cu nè. Rồi mã này 19 nha, chị nào lấy thì comment giùm em. 19 lụa có giãn. Lụa có giãn thổ cẩm nè. Mấy cái mã lụa có giãn mấy chị, mấy quần ống suông rất là xinh luôn. Cái này của em được 1m15. 1m15 19k, siêu rẻ. Mét 15 19k nha. Rồi mẫu công sở màu xanh. Cái này màu xanh thanh bạc hà mấy chị nha. Rồi 67.000 nè. 67 công sở màu xanh bạc hà. Cái này có sọc sọc và có giãn luôn. Về mấy chị may được chân váy, may quần tay áo vest được luôn nha. 1m. Mét 8. Rồi 19 em lên đơn cho chị Đào Bích Hằng. Rồi mã này của em được 1m8 nha mấy chị nha. Màu xanh bạc hà. Hàng này dài dặn lên vest hoặc ở lên đầm, lên quần, lên trên váy đều được. 66.000 mấy chị. 19 hết rồi chị Thúy Hằng ơi. Rồi 66 đó, em mã 66 nha. Rồi mã này là hàng thời trang mấy chị ơi. Phút này 95 nhưng mà nó bị lỗi ở chỗ này nè ha. 95 nè. 1m nè. 2m đây. Ngay chính giữa nó bị sập sập, mấy cái này em nghĩ là nó bị xước vải. Rồi tới 3m lận nha mấy chị. Rồi để em giảm cho mấy chị, cái này chị nào lấy thì comment ha. 95.000 mà 3m thì coi như em tặng cho mấy chị 1m, đây là còn lại 60. 95 giảm còn 60. Mã 66 chốt cho Bích Ngọc Trần. Chị nào lấy thì comment giúp em ha. 95 giảm còn 60 cho nào biết xước ở giữa. Mẫu này xốp xốp nhúng này á, nó giống như hàng len dệt vậy đó. Về mấy chị có thể là lên áo cardigan, lên đầm hoặc là lên chân váy, lên quần sọt, lên được cả đầm body luôn, hoặc là mấy chị làm áo khoác cũng được ha. 95 giảm còn 60. Rồi sale lại để cho nó hết hàng đi. Hết hàng này còn qua hàng này nữa. Rồi mã 25 này, lấy nhà em mã 25. 25 nha.
Cái này là lụa ngọc trai nha cô. Ngọc trai. Rồi mã này 25V chi phong hàng có giảng này 25k 1m. Cái này 2m 25k lên giùm em 2m 25 nè, chi phong có giảng 2m 25. Hai mươi lăm chi phong em chốt với chị Bích Ngọc Trần. Rồi mã này lên giùm em là lụa ha, lụa 24 à, lên giùm em 24 lụa hoa cúc có giãn nè, 24k 1m 4. Rồi mã này hết rồi chị Tâm ơi, mã 25 em hết rồi, 24k 1m 4. Rồi chị nào lấy thì comment giùm em nè, 24k lụa có giãn nha, 24k 1m 4. 24 em chốt với chị Teo Cu. Hết rồi chị Vi ơi. Rồi một cái mã hàng này là lụa luôn giùm em. 59 mặt hàng này là lụa không giãn nha mấy chị nha, lụa không giãn nhưng mà rất là mềm luôn mấy chị ơi. 59.000 nè, cái này giống như lụa Nhật nha mấy chị, lụa Nhật không giãn. 59.000, hoa nhí. Lên được đầm chữ A, đầm Mibido này dễ xinh lắm, hoặc là đồ bộ cũng được. 2m, 3m 59k quá rẻ luôn. 3m 59 lụa Nhật không giãn hoa nhí lên giùm em mã này. 59 lụa lót hai bô tai màu hồng đất 10.000. Rồi lên giùm em mã này 10k. Ủa? 10k này của em là 9 tất nha. Rồi cái miếng này chốt của ai vậy? Rồi 59 chốt cho cà rốt Bin Bin nè. Từ từ, mã đó 10 chốt của ai vậy? 10 lên đơn cho chị Lưu Thị Lan Hương nè. Mã đó của chị nào á? Dạ, tôi đây chị báo cho chị cái này coi. Chị ơi, chị Teo Cu ơi, cái này 24.000 nhưng mà nó bị, khi mà em mới xếp lại thì nó bị mất góc này rồi nè. Nên giờ cái miếng này nó chị lấy thì ok 14.000 nha. Coi như cái này em giảm một nửa đi, giảm còn 14.000 cho chị Teo Cu nha. Về mình may bộ ngắn nha chị, mình may bộ ngắn hoặc là mình may áo gì đó cũng được, giảm 14.000 giảm một nửa. Rồi mã này là 43, là vậy em 43 nè, 43 hay 34 nè. Giảm 14.000 là còn 14 hay là còn 10? Giảm 10 bộ có nghĩa là 2 bộ giảm xuống còn 14 à. Cái này 43.000 nha. Mình hàng này là hàng thô, cái này có ép một lớp rồi cho nó dày lên nè. Mấy chị về mình may chân váy hoặc là may đầm chữ A, may áo sơ mi nam đều được ha. Rồi ok chị Teo Cu cảm ơn chị nè. Cái này là 1m75 nha, 43.000. 1m75 có ép 2 lớp ha. 43 em chốt cho chị Đặng Thị Sương nè. Rồi màu trắng cái này chất chị hàng thời trang để mình lên chân váy tiểu thư mấy chị, nó có, nó sẽ có độ bung ra giống như tách tay vậy đó. 67 lên nhà em mã 67 ha. 67 nhưng mà so với cái màu xanh nó thì nó độ bung không bằng nha, cái độ đơ nó không bằng cái màu xanh này. 67k này là ít hơn mấy chị, có ít rồi. 67k 2m. Rồi 2m45 67 chị lấy thì cầm bây giờ em 67.000 2m45 nè. 67.000 2m45 chi phong có giãn giùm em mấy chị. 29 lên giùm em 29. 29 cái này có chân đăng về may áo dài nha, cái này siêu đẹp luôn. 29.000 1m nè, cái này được 1m9 thôi mấy chị ơi, không được 2m sao mấy áo dài đủ thôi. Rồi đủ 2m nha, 2m cái này có chân đăng nè, đó, rất là xinh. Rồi 29 em chốt cho Huỳnh Đan nè, lên đơn mới cho Huỳnh Đan. Liên ơi Liên, lấy nhận có rút kế phóng ra tội đó, thầy quá lam thì cá bài dơ nha. Là phóng lam cá tội bắt đầu từ từ sậu dơ đi, sậu thì mươi cái chiêu chiêu khỏi quá mất công chiêu lọt tọt quá không có việc nữa. 23.000 chi phong có giãn màu hồng hay là như em 23 sậu thì mươi như bình thường á. 23 1m5 chi phong có giãn lên giùm em 23k. 23 1m5. Rồi mẫu màu xanh lá tươi ha mấy chị ha. Cái này là hàng hàng gold nha mấy chị, hàng gold chuyên lên công sở, là mình là hàng có giãn lên quần hoặc là lên áo vest, mình lên đầm hoặc là lên chân váy bút chì, chân váy đều chữ A đều được. 55 nè. Đây nhà em mã 55 nè. 55 2m hả? Sao? Lụa ngọc trai chị Trâm Trâm điện thoại còn không không được không? Không. Rồi chị nào lấy thì comment giúp em nè. 55, em chốt cho chị cà rốt Bin Bin. À, Lý ra đơn chị Teo Cu đi chưa? Bố chết cho chị đi. Chị mời tàu đớn nên liên vô inbox cho chị đi. Rồi màu xanh bơ.
Màu xanh mơ cái này của em có giảm nha, mình lên hàng công sở, lên vest, lên chân váy chữ A là đẹp nhất mấy chị. Rồi 38 ha, lên giùm em mã này 38 xanh mơ nè. 1m 1m3. Chị Thu Huyền em mã 55 vừa hết rồi, em chào chị Bích Hạnh nha. Ờ rồi gom chúng mình đi. Ok chị Tê Cô nha, đủ rồi. Em gom đơn lại cho mình, em dồn đơn á. Rồi mã này 38, chốt cho chị Đỗ Thu Huyền, lên đơn mới cho Đỗ Thu Huyền nè. Rồi cái này là hàng công sở luôn mấy chị, sờ con mắt lạnh này, cô tông lạnh nha. 42 ngàn là cho em cắt lỗi đó. Khúc này của em được 1m35. Em cắt lỗi xem còn bao nhiêu tiền. Một mét ba lăm hàng cô tông lạnh. Rồi lấy giùm em 39 ha mấy chị ha. 39 ngàn có giảm nha. Rồi chị nào lấy thì lấy giùm em mã này 39. Rồi mình hàng này là lụa 16k, lấy giùm em 16. Thổ cẩm ha. 16 ngàn. Chị nào lấy thì lấy giùm em mã 16. Lên mai quần ống, mai quần được nha mấy chị nha. Mai quần mình phối với áo. Lấy giùm em mã này 16 nè. 16 ngàn được 1 mét ha. Chị nào lấy thì lấy giùm em 16. Rồi 16 chốt cho chị Lưu Thị Lan Hương nè. Rồi mã này lên hàng quần tây ống suông giùm em. Lên quần ống suông, lên bộ, lên sơ mi cũng được. Mình hàng này lên hàng vừa phải được nha mấy chị nha. 97. Cái này nhìn cận chất nó giống như là hàng lụa đuổi mấy chị nha, nhưng không phải nha. Mình hàng này mát lắm luôn á, rất là mát này, mình lên quần ống suông mang mát lắm nè, hoặc lên đồ bà ba, quần bà ba lên ok nha. 97k được 1m nè, 2 3, rồi 4m tất cả, 4m chất tất cả. 97 là nhà em 97 nè, 97 4m. Rồi mảnh này lụa này giống ngọc trai quá. 24 là dùm em 24 mấy chị. À không, cái này người ta kêu là tầm ý nha mấy chị nha. 24k 24k chín tóc. Em chưa bao giờ săn được một lô tầm ý này số lượng nhiều, tại vì săn thôi không lại. Rồi tầm ý ha mấy chị ha, chín tóc về mấy chị may ống suông, may quần lửng, hoặc là mình lên chân váy lên áo cũng được ha. Mình hàng này mềm giả đẹp, nó giống lụa ngọc trai vậy. Rồi 24 chốt cho chị Lê Thị Tâm, mã 97 chia 2 cho cô Thanh Hồng. Rồi ngọc trai cho cô ấy không? Không, chị xẹt cho Liên á. Đây cái này nè. Đẹp lá kính, gạch lùa phạt về lại ngọc trai mấy cô ngọc dai á. Đó. Rồi 97 có chị nào chia đôi với cô Thanh Hồng không ạ? À? Rồi con còn 2m nè. Rồi mã này con còn 2m. Dạ không chị ơi, mã này hết rồi. Rồi một nửa 97 cho chị Tâm nè. Cái này của em là thô thê 3D á. Rồi mã này 14k, lên giùm em 14k nha. 14k, cái này là von chiffon có giảm 14.000. Được 1m giùm em. 14.000 1m. 14 chốt cho hình đan. Rồi chị Vy ơi, cố lên nha, mới được một mã à. Rồi mã này 29 là nhà em 29. Lụa lót hai bô tai màu đen có giảm 29k. À 19 đúng không ta, 1m2. Cái này 18 ngàn rồi mấy chị, 18 ngàn. 14 hết rồi mấy chị, 14 không biết rồi. 18 ngàn 1m2 lụa hai bô tai lót, chuyên lót đầm lót chân váy. 18 là nhà em 18 nè. Màu xanh bơ này là hàng gold lên, chuyên lên công sở nha mấy chị nha. 18 em chốt cho chị Tâm nè. Rồi mã này 29 hàng gold này mấy chị ơi, 29, 1m1. 29 hàng gold màu xanh bơ. Mã này mình lên được quần ha, lên được 1m1, 1m15 thì mình lên được quần ống suông, hoặc mình lên quần lửng, hoặc là mình lên chân váy, mình lên áo đều được nha mấy chị.
Dạ 25 em chốt cho chị Thảo Hồ nè. 25 em chốt cho chị Thảo Hồ nha. Lên nâng mới cho chị Thảo Hồ giùm chị làm nâng mới nè. Rồi mã này là gấm xốp giùm em ha. Gấm xốp mấy chị lên đầm đầm đi ăn đám cưới nè mấy chị. Gấm xốp. Gấm xốp này thì có giãn nha mấy chị nha. Cô Thanh Lan dễ thương quá à. Không, cô kêu chị Ngân con cẩm lệ vô mua vải nhanh lên để đi cắt cỏ nữa. Rồi mã 146 gấm xốp ha. Rồi cái này mấy chị về may đầm áo cưới đẹp lắm nha. 146 nè. 146 gấm xốp lên nhà em mã 146. 1 mét nè. Rồi 2 mét. Bạn đang trộn hả? Rồi 3 mét nè. 4 mét. 5 mét nha mấy chị nha. 5 mét gấm xốp. Ủa cái này đẹp mấy chị, gấm xốp. Mấy chị lên đầm tiểu thư này, đầm tay ngắn phòng, đầm chữ A rất là xinh. Rồi 146 gấm xốp chốt cho cà rốt bin bin. Này von F nha mấy chị nha. 19 ngàn lên giùm em mã 19 von F. 19 ngàn. 1 mét 3. 1 mét 3 mã 19. Rồi chị nào lấy thì lên giùm em mã 19 ngàn nha. Cái này xinh lắm, về mình may áo hoặc là mình may đầm em bé cũng được ha. 19 ngàn 1 mét 3. Rồi von ép hình chiếc lá nha mấy chị nha. Cái này là von ép hình chiếc lá. Mã này 24 nè, quá xinh luôn. 24, ôi cái này nó bị đắt, nó bị lỗi đường in rồi. Này là 1 mét xong mới tới cái phần lỗi rồi được thêm nửa mét nữa. Rồi 24 ngàn. Rồi 19 chốt cho cà rốt bin bin. Này 24 ngàn để em giảm cho mấy chị nha, giảm còn 14 ngàn thôi. Rồi chị nào lấy thì comment nhà em 14. Rồi mã 24 giảm còn 14 chốt cho chị Vi. Chốt cho chị Vi. Ủa vậy luôn hả cô? Coi cô coi thử cái gu của cô đó là sao, cô mua dùng cô đó luôn. Rồi mã này 32 lên giùm con 32 nè, hai bộ giảm con 14 nha. Cái này lụa satin có giãn nha, 32. Rồi satin có giãn về mình may đồ ngủ ha. 1 mét, 2 mét, 2 mét 7, 2 mét 7, 14 hết rồi, rồi cô Thanh Hồng, chị Cà Rốt Binh Binh ơi, con hết rồi cô Thu Hằng ơi, chị Thu Hằng, chị cô Lê Nhung ơi, con hết rồi. Cô chốt sau luôn rồi, sau chị Cà Rốt Binh Binh luôn. Chị Lưu Thị Lan Hương cũng chốt sau luôn á. Rồi mã này là hàng lụa satin nha mấy cô mấy chị nha, lụa satin có giãn nè. 1 mét, rồi 2 mét, cái này được 2 mét 7, 2 mét 7 lụa satin có giãn. Này về mình may sơ mi đi làm cũng được nha mấy chị, may sơ mi hoặc là con thấy má của con cũng lấy cái này về mình may trên váy á, trên váy xòe ở dưới á, dễ thương lắm, may dây thun thôi mà mang đầm đẹp lắm á. 32. Trời ơi, hơn 2 mét, 2m7 không có 32 ngàn. 32 satin nha, chị lấy thì lên giùm con 32 nè. Rồi cái này lụa ha mấy chị ha, 32 chốt cho bên bên nè, mã này 17 lên nhà em 17 nè. 17 này lụa có giãn nha, được 9 tấc, 17 ngàn lụa có giãn 9 tấc. Lên nhà em 17, ông đựng đi, ông ngồi là lãng đau lưng sao ông bảo? Dạ. Ông đựng cũng khó, ông lãng đau lưng sao? Rồi một cái mã này là hàng thun rất là mát lạnh nha mấy chị nha. Hàng thun là có gân, không có xù. Lá o luôn mà sờ vô đó mát dữ lắm. Thun cô tông, 82 ngàn. Mã này mấy cô về mình may đầm ôn, may áo sơ mi, áo kiểu á. Mấy cô về may áo ôn cũng được, áo thun á. Hoặc là về may quần suông, may đầm cũng đều được nha. Rồi 82 em chốt cho chị hình đan này, hơn 2 mét nha chị. 82 chốt cho hình đan nè. Rồi cái này gấm xốp luôn dùng em nha, cái này xốp màu vàng này vàng nghệ nha, này sáng da lắm luôn á, lên chân váy, lên đầm hoặc lên quần sọt đều được. 48 mà lên dùm em 48, ngay hàng thời trang nha mấy chị nha. 48. 48 nè. 1 mét. 1m8 48 rồi chốt cho hình đan nè. Rồi mình hàng này hàng quần tây ha mấy chị nha. Mình hàng này quần tây chân váy. Cái này là số xéo công sở. Chéo công sở nha mấy chị nha. 1 mét. 1 mét 6 chéo công sở nè. Mình lên chân váy áo vest hoặc lên quần. Quần này thì mấy chị lên quần suông nha, không lên quần ôm được nó không đẹp. 53 lên giùm em mã 53. 53 đủ may một vest. Lên giùm em mã 53. Xéo chéo công sở. Hàng cây sau lưng thì làm like. Em muốn like lắm luôn á chị. Nguyên hàng này qua là 3 tấn luôn á. Nhưng mà giờ ở trước em phải dẹp hết mấy cái bao á. Em la hết mấy cái bao thì em mới có không gian em kéo vải, chứ nếu không em kéo không có chỗ. 53 con chốt cho chị Đỗ Thu Huyền nè. Em muốn lắm luôn, khao khát luôn á.
nên bây giờ ngày nào em cũng ráng lên. Chỉ có hai ngày vừa rồi là thứ bảy thì em bận, còn chủ nhật thì đi chùa. Cái này xéo màu bò nha mấy chị, trời cái này lên vest đẹp lắm mấy chị ơi. Cái này là chéo công sở nè, màu bò này mấy chị lên trên váy, quần tây hoặc lên áo vest đều được nha, lên đầm ở công sở cũng được luôn. Rồi lấy giùm em mã này là 200.000 chẳng, màu bò 200.000 chẳng có giảm. Lấy giùm em mã 200 kèm mét nè, bò. Màu bò này xa lắm mấy chị nha, lên quần hoặc là với lại cái màu này không kén da. Hôm qua em đang muốn order một cái bộ đầm màu xanh kép, em sợ em bị đen thui á. Cái chị đó tư vấn cho em là em đen thì em mua màu bò đi cho nó hết đen. Đó, nên là cái màu này mang lên đẹp sáng da, ý em là vậy á. Rồi chị nói bò thì comment giùm em ha. Hàng này có giảm đẹp lắm luôn. Rồi có giảm xéo xéo nè. Rồi chị lấy bò thì comment giùm em là mã này bò ha. Rồi 2 mét bò chị Vi nè. Cái này lên vest được nha chị nha. Lên quần, lên chân váy, lên vest đều được luôn á. Rồi 2 mét bò với chị Vi. Rồi chị theo cô 2 mét. Còn lại một phần này á là được gần 1 mét dành cho chị nào về may chân váy được. Thường thường nó ít như vậy là em không cắt, nhưng mà đối với những cái mẫu này mình may chân váy được nên em vẫn cắt hết. Cô Thanh Hồng với con không đủ 1 mét rồi. Cái này cho cô nào về may chân váy không, còn có 8 tấc thôi. 8 tấc thôi, 33. Lên giùm con 8 tấc 33. Rồi 8 tấc 33 giùm con nha. Rồi xanh đen. Rồi em chưa thấy nè. Rồi mã này 32 là hàng gold nè. Hàng gold lên quần tây được nha, màu xanh minh. 1m3 này ha. Rồi 33 con chốt cho cô Thanh Hồng. Thảo Ly em mã 33 vừa hết rồi. Rồi cái này là xanh minh 32. Xanh minh 32 1m3. Hàng gold có giãn kiêng lên công sở hoặc là lên trên váy rất vậy đẹp lắm luôn á. 32 ngàn xanh minh. Rồi 32 chốt cho Lưu Thị Lan Hương màu xanh minh. Bữa con cũng nhớ là cô Hồng dặn con cái nào mà có cái đuổi bamboo màu xanh minh để cho cô á. Hàng thì con bán hết cái mớ này thì mới có chỗ cho hàng về, có hàng đuổi về thì có cái đó con trừ lại cho cô nha. Cô vẫn còn nhu cầu lấy đúng không nè. Rồi lấy dùm con một cái mã là hàng cô tông, gọi là gì, cô tông lạnh ha. Cô tông lạnh 56, gọi lên dùm con mã 56. Mình hàng này đẹp lắm mấy con. Cái này đẹp lắm, mướt lắm luôn á. Rồi 56 ngàn nè. 56 là nhiều con, 56 là 1m. 1m65 56 nha. Cái này rất là đẹp nha mấy con, sớ vải nó con thấy cảm giác sao giống La Đình Tân quá luôn á. La Đình Tân sợ ray giòn á mấy con, y nhang luôn. Đó, xinh lắm luôn, cái này đẹp lắm, xuất sắc luôn á. Cái này nè, y như là La Đình Tân sợ ray giòn luôn. Rồi chốt cho chị Phương Vũ nè, lên đăng mới chị Phương Vũ. Một mã này là lụa lót màu xanh bơ nha mấy cô mấy chị. Mã này là 15 9 tấc. Cái này lụa lót hai bô tai có giãn 15k. Chị nào lấy thì cầm đây nha em mã 15. Màu vàng nghệ lụa lót hai bô tai luôn, lên giùm em mã 12. 1m lên giùm em mã 12. Dạ ok cô Hồng nha. 15 chắc chú Hình đang xanh bơ. Rồi lụa lót hai bô tai giờ mua vào hàng sale giá cực rẻ luôn mấy cô ơi. Mà mấy cái hàng lót này nó rất là mát luôn nha. Rồi mã này 20 nè. Lên giùm con mã này 20. Nói là lụa lót thì chắc mình hàng đấy con thấy là mình về mình may áo ngủ được luôn á. Rồi 20k màu hồng. Cái này là lụa có giãn nha mấy con. Lụa dạng cái này là gọi sao ta. Không phải nó giống chăm đê, cái này đẹp hơn, này giống dạng công sở gì đó. 1m hơn. 20 em chốt cho chị Vi nè. Lụa lót vàng con chốt cho cô Quang Dung. 20 cho chị Vi. Màu vàng của cô Quang Dung. Rồi lụa lót dùm con là màu hồng ha, màu hồng dâu nè. 15 lên dùm con mã 15 nè. Cái này mình hàng này nó không, cái mình hàng này về mình may áo cũng được nha. Mình hàng này có cái dày dạng giống lụa trăm đê á. Được 9 tấc. 12 chị Loan đặng là màu nào ta? Chắc hết cái mã đó hết rồi quá. Rồi 15 em chốt cho chị Thảo Hồ màu hồng nè. Cái này là màu xanh lý chi phong có giãn nha. Chị nào mua về mình lót áo dài hoặc là mình may áo dài hai lớp cũng được. 95 lên dùm con 95. Lụa lót tím lấy cho chị 1m. Đây không có tím gì ơi. Không có tím rồi.
Rồi lên giùm con mã xanh lý kèm mét ha. Chi phong có giảm. Xanh lý kèm mét lên giùm con xanh lý. Chi phong có giảm xanh lý kèm mét nè. 1 2 3 4 5 5 mét rưỡi. 5 mét rưỡi. Cái này xanh lý mấy chị về may chân váy á, may quần giả váy nè, hoặc là mấy chị về may gì ta, may áo sơ mi kiểu, hoặc là mình lót ở trong chi phong cũng rất là đẹp luôn. Rồi xanh lý là con cắt cho cô Thanh Hồng 1m4 nè. Ông xã mình đã mở lắp la một cái bàn xịt ngang như vậy, bàn xịt vải. Rồi chị đang lấy xanh lý nữa thì comment giúp con còn 1m, 2m, 3m, 4m. Con còn 4m nữa, 4m3. Rồi lên cho chị Lê Thị Huệ, lên đơn chị Lê Thị Huệ nè, 3m nè. Rồi con còn 1m3 cho cô nào mua về mình may áo thôi nha. Con còn mọi gì chống chưa? Rồi cái này con còn được 1m5 luôn. Rồi con còn 1m5 nha. 1m5 đủ một áo sơ mi lên giùm con 26 nè. 1m5 26 lên giùm con 26. Rồi con có cái màu sô cô la để con share cho mấy cô nè. Chi phong nền vàng 10m. Có còn lót vàng để cho cô. À cô Quang Dung, mà cái nền màu vàng có nghĩa là con có cái nền màu vàng là một cây màu này nè. Là cái cây màu vàng này nè, là cô có ưng không? Cái này nè. Rồi để con kiếm cái lót này cho. Tại vì cái chi phong mà cái nền trơn màu vàng thì giờ con chưa thấy, mà nếu cái nền cây thì cái này con còn. Rồi 26 chúc cho cô Loan Đặng. Chị Phạm Thơm cho em xin số điện thoại rồi mình chốt mã mới giùm em nha. Rồi màu xanh đen lên hàng cùng tay con, cái này cùng tay hồi nãy chị nào mới hỏi cùng cái học sinh nè. 38 là vậy em mã 38 nè ha, cùng cái học sinh. Mà cái này nó có dạng ít thôi nha mấy cô mấy chị nha. 38k quần học sinh. Mã này lên quần nam được luôn nha mấy chị nha. Rồi 1m3 luôn. 1m3 38 nè, lên quần nam. Rồi 38 cho cô chị chanh bông nè. Rồi lên đơn cho chị chanh bông nè. Đây là rỡ cái cú. Rồi chi phong màu đỏ nè. Chi phong của Quang Dung ơi, mà dặn là mình muốn mua về mình may áo dài hay là mình may gì cô? Rồi mã này 33 đi, nhìn em 33 nè. 33. Có lá nhiều màu vàng, nền màu vàng cô mua rồi á hả? Dạ để em kiếm cho cô nha. Em vô inbox em coi lại cái đó là cái mẫu như thế nào. Chi phong này là màu đỏ đô. Rồi 1m, nó khúc này của em được 1m5 nha. Chúc cô chị Huệ. Rồi lấy giùm em một mã lụa bọt xốp có giãn. 74 ạ. Ủa cái này xinh lắm luôn á. 74 là nhà em 74, lụa bọt xốp có giãn lên đầm lên bộ không cần lót nha. 74. Mình hàng mát lắm. 2 3. Rồi được 3m7. Chị nào lấy không hết thì mình chia cũng được nha. 3m7 74.000. Rồi chị nào lấy thì lấy giùm em mã 74. 74. Rồi mã này là chéo công sở ha. Chéo 1m rồi mình may quần. Chị có Phụ Nguyễn cho con xin số điện thoại nha, để lên đơn nha cô nha. Rồi mã này 20 màu cam. Màu cam đất á. Màu cam cháy luôn. Cam cháy luôn. 1m rồi mình may quần được nha. May quần chân váy cũng được 20.000. 20.000 1m. Lấy đi mua đô đi. Mua đỏ sao không? Ê hay, nếu có hái chị em cho đi mua kỳ bàn lắm nha sắp đi. Đặt phị bựa bựa chị đặt không mà phị xích cáo rồi. Rồi giảm đi. Chị Huệ ơi, cái này nè em đang xếp thì thấy cái này nó bị mất một cái góc dài á. 33.000 em giảm chỉ, cái này còn 23.000 nha. Không không cắt, như giảm 23 đó chứ cắt nữa sao không có. À nền trắng lá vàng đỏ. Nền trắng. Dạ để lát nữa con so sánh cái mẫu lại nha. Mà chi phong hàng đúng không? Dạ 37 là vải gì chị Anh Kim hả? Rồi em có số điện thoại của chị Phượng rồi nè. Rồi ok. Em cảm ơn chị Huệ nha. Mã này hết nè. Mã 37. Cái này là mã 20.
Rồi 37. 37. 37 mà chị Anh Kim hỏi là màu gì á? Nguyễn Thị đây chị ơi. Em cảm ơn chị Lily nè. Dạ rồi ok cô nè. Rồi 20 này con chốt cho cô Thanh Hồng. Rồi 74 là mã này ha. Rồi em chốt cho chị Phụ. Con chốt cho cô Phụ nè. Rồi 74 cho cô Phụ nè. Rồi mã này 74 cho cô Phụ. Rồi lấy giùm em một cái mã này là hàng. Hàng này hàng trượt đẹp lắm đó chị. Chị mà lấy cái này về mình may cuộn xuông đẹp lắm nha. Đây. Rồi mã trượt này công sở mới chị thấy cái biên nè. Đẹp ghê, dễ sợ luôn á. Mình lên sơ mi, lên được chân váy, lên được quần tây luôn nha. Quần ống suông được luôn. Lấy nhà em mã màu vàng kèm mát. Hàng bị quay về. À hồi sáng con nhận được ba cục bự. Bữa con bút lại nhưng mà bên này nó da không có bút được. Mà con biết là cái rằm tháng 7 á. Tháng 7 vu lan tháng hộ, nhiều khi mình bận đi chùa để dự lễ rồi đi cúng dường này kia đó. Không sao đâu con sợ là cô không có kịp lấy hàng để mà cô đi công chuyện á. Con sợ không kịp. Để con bút con cho đi lại luôn. Đi lại luôn trong hôm nay thì ở trong Sài Gòn mà con biết là có về đi tới kịp trong tối mai hay không. Sợ tới sáng mốt mới tới. Rồi lên giùm con, cô nào lấy thì lên giùm con mã màu vàng là trượt công sở. Trượt nha mấy chị nha, trượt công sở. Rồi vàng 1 mét. Dạ. Con biết mà. Sợ nên là nó không tháng 7 không có sao. Ai thì nói sợ tháng 7 cho con thích tháng 7 với tháng 4 đó. Nên là hàng mà về, để lát nữa con ra con coi cái cục hàng to đó có phải của mình không. Mà giờ cô đi núi về chưa? Giờ là cô trong tuần này là con giao được không? À, tuần này thứ 6 cô mới đi đúng không? Vậy thì ok. Giờ ví dụ con gửi thứ 3, thứ 4 là tới rồi. Trước thứ 6 là con gửi được hết. Dạ, giờ thì con gửi được hết. Tiên đi mua đồ á. Mua chị cái bạn to to. Thầy to được để vay động ở đó luôn. Anh Thiên bắt, quên, Bảo bắt. Một bạn cho con thích không? Cái bảng. Làm gì? Chị thích làm cái bảng. Có vải vôn bung không? À, may bà ba không? Trời ơi, nhiều lắm. Đây nè. 100 cây nha, nhiều lắm. Cái này em còn 2 mét hơn. Rồi Phụ Nguyễn 1 mét nè. Đi ra Mono đi trượt khi đi Tiến ơi. Ra có giùm chị mình cục hang to và cục nào của cô con Dung á. Nọ bè liên đi là đứa không đông đi liên chị quá. Như có hai cục. Rồi em còn 1m2, chị nào mua về mình may. Mình may quần sọt hay là may quần ống suông nè mấy chị này. 1m, rồi còn 1m2. Dạ và 1m con để cho cô rồi. Cái này còn 1m2, cô nào may quần ống suông đủ luôn nha. 34 thôi. Hàng xéo không mấy chị, hàng chéo. Chéo con sở 34k 1m2. Giờ mình có cao uống nè. Giờ người ta chưa bán. Rồi satin nha mấy con nha, satin thú nè. Chị Huệ ơi, giờ em có cái cây nào xong em lên thử em lên nha. Chứ giờ là chịu luôn á, chịu thua luôn á. Mét có 15.000 em bán. Chi phong hàng chứ không phải là vôn nữa. Hàng chi phong hàng có giảm luôn. Ký khoảng 7 mét hơn. Mà có 15.000 một mét thôi. Em bán lỗ luôn. À Tiến ơi, Liên ơi, yêu thương chị cấn đi Tiến. Rồi mã 29. Satin có giảm 29. Chờ em xíu nha, em làm hết cái này rồi em. À, còn nhiều lắm chị Hồng ơi. Yên tâm nha chị, còn 3 kiện nữa. 2m 29.000 satin nè. Lên giùm em mã này là 2m 29 satin. Rồi khúc này lên lụa mango giúp em, 26. Rồi 29 chốt cho chị Chi Đặng nè, lên đơn mới cho Chi Đặng. Rồi mango mã này. Ôi, nhìn nhớ giống cái mền ngày xưa mà lấy từng cái miếng lập thể ghép lại mấy chị xinh lắm luôn á. 1m rưỡi, ai mượn cứ nổi rồi. 1m rưỡi lên nhà em 26. Anh đâu có ngồi ghế, ngồi thì giữ đi. Mắt không đứng dậy lấy nữa. Bỏ xuống. Rồi. Rồi đi di chuyển được mớ. Rồi 26 con chốt cho cô Thanh Hồng nè, đúng không? Đúng không em? Trời ơi thiệt tình. Đâu có dẹp không, để tôi dẹp cho. Rồi vô đi. Bấm cái đó xuống. Ai mượn. Rồi lên giùm em khúc này là lụa ha mấy chị ha. Lụa giãn nè, 14 có không? 14 lên giùm em mã 14. 9 tấc ha. Cái này bị mất góc một tí nha mấy chị nha. Về mình may quần ống suông là vậy đó, 14 này. Rồi nó mát luôn, may quần lửng á. 14 lên giùm em 14. Mango chữ X. Mango em còn nhiều chữ lắm, chữ X, chữ 2, chữ G, chữ G với chữ C. Chanel.
Louis Vuitton, nhưng mà chú bán. Em chờ ngày em gom báo cái bông hoa luôn. Rồi ren nha mấy chị nha, ren nè. Rồi ren mã này 54 lên giùm em 54 nè, rồi 14 chút cho Đỗ Thu Hiền. Mã này 54, đối với những cái mã ren ngang mấy chị lên đầm lên zoom rất là xinh nha. 54.000. 54.000. Ren giả 1m, 2m, 3m. Rồi 3m 54 nha. Em về cũng khoảng cỡ là gần mấy tạ đó, là hàng măng gù bông loại 1 luôn mà chưa có chỗ bán luôn á. Là 54 chút cho cô Thanh Hồng. Rồi em hứa hoài mà em sợ em thất hứa quá, tại vì cái đó em cứ bị cuốn theo cái để like cho nó gọn cái chỗ này nè. Rồi đỏ đô này là chi phong, con nào mua về để lót hoặc là mình may áo 2 dây nha, được 8 tấc rưỡi. 14.000 8 tấc rưỡi là nhà em mã 14 nè. 14 nha. Rồi mã này là von tầm ha. Đây nhà em 29 đùi cứng. Hẹp pin. 29 là nhà em 29 von tầm nè. 1m nè. 2m. 2m4 rồi 14 chút cho chị Huệ. 29 von tầm, chị nói thì cầm nhà em 29. 29 nha mấy chị nha, 29. 29 nha, 29 24. Cái này chi phong có giãn nè. Von 22 nè. Hồi nãy chị là hỏi 22. 22 lên giùm em mã này 22. Như vậy thấy. Chị Anh Kim ơi, lên giùm em số điện thoại được không? Chị Nguyễn Thủy em chưa có số luôn á. 29 chút cho Huỳnh Phụng, lên đơn mới cho Huỳnh Phụng. Rồi mã này 22 chốt lên Lê Thị Huệ nè. Chị Nguyễn Thủy, chị Nguyễn Thủy là mình đi chung đơn với chị Lily đúng không chị? Comment này giùm em cái số điện thoại của chị Lily, à số điện thoại của chị cũng được. Rồi chốt mã mới giùm em nha, chi phong màu đây mấy chị ơi. Rồi mã này 23 đây giùm em 23 nè. Chi phong màu nha, chi phong màu hồng 23. 1m rưỡi 23k chi phong màu nè, 23 có giãn nha. Rồi anh thấy số điện thoại của chị Anh Kim. Dạ ok chị Nguyễn Thủy này dành là riêng chị ha, không có liên quan ha. Rồi vàng. Vàng cái này lên trượt giùm em nha, trượt công sở ha, lên giùm em 38 nè. Rồi 23 con chốt cho cô Quang Dung mã 23 nè. Mã này 38 trượt công sở. Rồi cái này nó bị sập một cái đường chỉ để em lấy còn 30.000 thôi nha, 1m2. 1m3 luôn á. Không phải được 1m2 thôi mấy chị ơi. 1m2 thôi nha. Ngọc Lê Tra lên số điện thoại giùm em nha. Không có số điện thoại. Rồi này là 38.000 trượt công sở được 1m2. Chị nói thì comment giùm em 38 giảm còn 30.000. 38 giảm còn 30 nè. Trượt công sở có giảm về may quần ống suông luôn nha. 38 giảm còn 30. Rồi lên giùm em mã 30 nè. Rồi một mã này là hàng gọi là hàng thun xốp mà loại dệt dệt nhìn giống như là len dệt vậy đó. 95 em giảm còn 60 nè. 95 giảm còn 60. Lý do là sau cái này tới 3m lận nhưng mà nó bị rạch đường chỉ một nửa thì coi như em bán một phần, nó bị một xíu này thôi nhưng em giảm 1/3 nha mấy chị nha. 95 giảm còn 60.000 là giảm 35.000 luôn. Chị nào lấy thì comment để em khui hàng nữa nè. Trời ơi nhiều loại lắm. Rồi quần tây đen hàng dày để mình lên trên váy loại dày luôn nha mấy chị. Rồi em thấy số điện thoại của chị Ngọc Ly Trang rồi. Rồi mã này 44 nha, giùm em 44 này, mình hàng dày, hàng quần tây, hàng chân váy nha, 44k. Mình qua chút đi. 44 nha, em 44. Như cỏ luôn á. Chú cỏ thì bỏ đi. 44k cái này của em được 9 tấc rồi chốt cho Bích Ngọc Trần. Rồi lấy giùm em một cái mã lụa. Rồi 13.000 nha mấy chị nha. 13.000 bị mất góc. Gần 1m không? 13.000 bị mất góc, có chân đang gần 1m, lấy giùm em mã 13. Rồi tiếp theo nè. Vôn mông. Rồi 13 em chốt cho chị Hương Lê. 44 em hết rồi chị Duyên ơi. Với nick của chị Nguyễn Duyên mà như là nick ảo hay sao, thấy lâu lâu chị mới vô một lần á. Nên nhiều khi anh thấy giống như chị mình không có cập nhật liên tục, tới khi em chốt đơn mình không có online cái nick này á, chốt không có được. Dạ mã 13 em chốt cho chị Hương Lê rồi. Cái đó về mình may quần lửng hoặc là chân váy mà cái đó đẹp lắm. Rồi mã 27.000 nha. Cái này là chi phong có giả này, 27.000.
27.000. 1 mét, 2 mét nè. 2 mét rưỡi, 27. 2 mét rưỡi, 27. Chi Phong chị đã lấy thì cầm mê giùm em nha. 2 mét rưỡi, 27k. Về mình may đầm nha. Ờ, xả ra cho chị... À, 27 em chúc cho anh Kim nè. Anh Kim lên đơn mới cho anh Kim. Ủa, mới đi về luôn hả chị? Để em coi thử coi. Rồi 44 em chốt cho chị Nguyễn Duyên nha. Cắt cho nó thẳng ra bé. Chốt cái miếng 44 qua chị Nguyễn Duyên. Thay cái bill này giùm chị đi. Cái bill của cái màu đen của bé Nhi đang xếp á. Rồi lên giùm em một cái mã này là Hồng Ngọc nè. Rồi chị Nguyễn Duyên ơi, mình inbox giùm em với, hình như là không biết sao mà em inbox cho chị không có được. Không inbox được. Bình Phước là mình vẫn địa chỉ đó đúng không chị? Rồi mã này 21.000 nè. Lên giùm em 21k lụa hồng ngọc nha. 21k. Được 1 mét hơn, về mình may quần áo dài ha. 21k lụa hồng ngọc. Về may quần áo dài, áo dài học sinh được luôn, mà cái này ngắn quá, cái này bữa có 2 cây hết sạch luôn á mấy chị. Rồi thông xốp ấy nè. Rồi cô Quang Dung mã 21. Giờ chị Nguyễn Thủy ơi, chị giờ chị thích cái mã nào chị comment giùm em với, tại cái mã hồi nãy là mình chốt không, mình cho số điện thoại sau cái mã nên em chốt mất rồi. Chị Nguyễn có đế mà nhí xẹt đó, thấy biếu đi. Rồi mã này lấy giùm em 69 nè. 69. Cái này nó thun mà nó dệt giống như là hàng len dệt công nghiệp á nha mấy chị nha. Hàng len dệt theo kiểu mà dệt điện tử á mấy chị. Đó. Tại cái này bữa bạn em có tặng cho em một cái áo mà hàng dệt theo công nghệ Nhật Bản á, cái chất liệu nó giống như vậy nè. 1 mét nè. 1m6. 1 mét. 1m8. Màu xanh. Rồi mã này 69k mấy chị nha. 1m6, 1m8. 69k. Mình hàng này mấy chị có thể là, thứ nhất là mình lên áo, thứ hai là mình lên dung, thứ ba là mình lên đầm, hoặc là mình may áo cardigan đi biển cũng được. May dạng áo len khoác mỏng để mình đi du lịch cũng được luôn. Mình đi Đà Lạt á. Rồi 69 chốt cho chị Bích Ngọc Trần. Rồi mã này cô tông lụa mấy chị ơi, cái mảnh hàng này đẹp lắm luôn. Ui, được dài lắm, thích lắm. Lên những em màu hồng kèm mét nha, cô tông lụa mấy chị ơi. Về may ra gối sơ mi lên đồ em bé, người lớn gì cũng được nha. Rồi biên xù sọc nhiều chỉ nè mấy chị. Hàng rất là đẹp luôn, em quay chất cho mấy chị xem. Cô tông lụa. Đây. Ôi đẹp ghê chưa. Lên những em mã màu hồng kèm mét ha. Mình hàng cô tông 100%. Rồi 6 mét cho cô Quang Dung. 1 2 3 4 5 6. Ý là bỏ cái điếu kia đi, bỏ cái điếu này vô. Tự nhiên bỏ chân lên cổ 20 lắm được. Rồi 2 mét cho Bích Ngọc Trần. Giờ làm sao? Rồi 1m3 Phương Vũ, trời ơi không đủ rồi chị ơi. Cái này em còn 1m2 thôi, lấy luôn đi như chị, cái này đẹp lắm. Còn 1m2. 22.000 hả? 1m2, 23, 22.000 được không? 22.000. Rồi khổ này tới 1m5 lận á, hàng có tông lụa nha. 22.000. Hết rồi chị Thảo Hồ, chị Vi, chị Ngọc Lê Trang, em hết mất rồi. Màu hồng nó hết rồi. Chị Phương Vũ còn 1m2, 22.000 lấy được không? Còn 1m2 à. Rồi Von. Von có Chi Phong hàng có giảm 28, mã này 28 nè. Rồi Phương Vũ 1m2 lấy được không? 28 nha, 1m nè. 2m. Rồi 3m. 3m1 nha mấy chị nha, 3m1 28 sao vậy, giữ dưỡng biết nữa. Rồi hai rồi em để cho chị Phương Vũ này, chị Thảo Hồ mình comment sau một xíu nên chốt sau giùm em nha. Rồi 28 chốt cho chị Huệ. Mã 22 con hết rồi cô Dung Trần ơi. Chị Nguyễn Thủy cho con 28 hết rồi. Rồi lên giùm em màu xanh. Cái này đẹp lắm mấy chị. Cái này là y như mango luôn, em coi phải mango. Cái này đúng là mango, đẹp lắm. Màu xanh. Xanh navy. Quá đẹp luôn. Lên giùm em mã xanh kèm mét có giãn nha. Mango mấy chị ơi. Rồi lên giùm em mã navy kèm mét nè, hoặc là xanh cobalt cũng được. Xanh kèm mét giúp em. Rồi xanh lấy bao nhiêu mét nè mấy chị ơi, xanh cầm bên bao nhiêu mét nha? 1 mét. Nhìn nó sáng rực luôn mấy chị ha. 2 nè, dài lắm. Rồi 3 4 nè.
5 6 mét. Chị Hạnh lấy hết 6 mét luôn hay sao? Hồi chị em nói là chị hồi trưa ấy, em thấy chị gọi mà em gửi cái nick của em, nick Kim Ngọc, em nói chị gọi qua cái nick cho em á. Cái điện thoại kia không nghe được. Rồi 113.000. Rồi em cắt 2m2 cho chị Maria Hạnh. Này còn chị nào lấy nó thì comment được hả? Ờ, Maria Hạnh đơn mới. Lên đơn mới cho Maria Hạnh 2m2. Rồi 2m cho chị Tâm nè. Xanh navy là đẹp nha. Con thấy là đối với chị nào mà thích may quần áo suông là dễ, hoặc là mấy áo sơ mi nó sáng rực à. Đẹp dễ sợ. Rồi con còn 1m nè. Rồi con còn khúc này 2m. Rồi lên giùm con mã này 36 à, 2m 36.000 siêu rẻ nè. Rồi 2m 36 hả? Tiếp theo ren nè. Ren 33. Cái này là ren chỉ nha mấy chị nha. 33, mình hàng này siêu đẹp luôn á. Lên áo, lên áo dài cũng được. Rồi 33 lên giùm con 33. 1m, 2m, 3m. Rồi ren chỉ lên giùm con 3m, 33. 33, 23 đây ta, 33. 33 con chúc cho cô Phượng Nguyễn. Rồi 36 con chúc cho chị Tư Cu. Rồi ren này màu trắng này ren hàng nha mấy chị nha. Ren hàng có giãn 35. Rồi lên những em mã 35 nè. Cái này có chân đăng nha mấy chị nha. 35 có chân đăng, ren hàng có giãn. 35 nè. 1m75. 1m75 35 có chân đăng luôn. 1m75 35. Lấy giùm con mã này 35, mình may đầm, mình may áo cũng được. Rồi ren mã này màu hồng. 30k, cái này xinh lắm luôn á. 30k nha, cái này mặt trái rồi, mặt phải nha. 30k cái xinh lắm đó cô ơi. 30. 1m. 1m9 30. 35 con chốt cho chị Tâm. Mã này 30 nha. 30. 1m8. Nhân Tâm này bà Cathy Lê dặn. Rồi lên giùm con một khúc này là lụa mango màu tím. Màu hồng tím mấy chị, hồng tím nha. Mã này lên giùm con là 65.000. 65 ạ. 30 em chốt cho chị Lê Thị Huệ. Rồi 65 lên giùm con mã này 65 lụa mango. 65 mango cái này siêu đẹp luôn đó con chị. Giảm mềm nha. 1m, 2m. Rồi 3m. 3m2. 3m2 65. 3m2 tính là mình mang nguyên một bộ áo dài cả màu luôn. 2m cái áo, 1m2 cái quần ống rộng là đủ luôn nha. Liên. À Tiên người yêu cho mẹ không? Chúc cho chị Maria Hạnh. Không. Đang tính là mẹ mình chưa có cái bộ nào màu tím Huệ hết. Rồi lấy giùm em một cái này là hàng giống như là hàng kaki cô tông á. Cái này mấy cô về may vest hoặc là mấy cô về may quần, may chân váy, chất liệu của nó sẽ giống như là nó có độ nhăn đẹp, nó có độ nhăn đẹp và gọi là độ nhăn tự nhiên của vải sợi tự nhiên. Nó giống như là hàng linen tân ra dân với mấy cô nha. 75 lên giùm con 75. 75 này nó có set đô skin, nó có lỗi một tí là mấy cái lỗ lũng nó nhỏ nha mấy cô. 1m nè. Rồi 2m. 2m2. 2m2 75. Nó thấy có lỗ lũng nhỏ xíu à. Nhỏ xíu ở chỗ đây nè. Rồi 75 chốt cho Vân Trương. Em nên nâng mới cho Vân Trương. Mã 65 mà mango đó em hết rồi chị ơi, chị Đặng ơi. Rồi cái 75 hết luôn rồi, cũng có một khúc duy nhất thôi. Rồi lấy giùm em mã này là hàng von, von có giãn nè. Hàng von có giãn thời trang 24.000. Cái này siêu dễ thương luôn á. 24 là giùm con 24 nè, xanh ngọc. 24 được 2m. Mét có 12.000 thôi. Rồi chị nào lấy thì comment giúp con 24 2m nè. Ghê ghê luôn. 24 2m. Rồi mặt hàng này là gọi là lụa gì ta? Lụa giãn mềm rũ luôn nha mấy chị nha, may áo dài á. Rồi 30.000 nè. 24 chốt cho Kim Thoa, lên đơn mới cho Kim Thoa. Kim Thoa có đơn dồn á. Mặt hàng này là lụa nha, nó giống một cái loại là mango mỏng á. Chất của nó láng và mát giống mango nhưng mà nó mỏng nha mấy con, mỏng hơn mango. Nhưng mà mình hàng này không giãn nó bay, hợp với áo dài không cần lót. Áo sơ mi cũng được, khúc này được 2m luôn. 2m nha. 2m 30.000, rồi chốt cho anh Kim nè. Một mã thun này xanh lá, nó giống như là hàng thun dệt. Nó giống như là hàng len dệt công nghiệp mấy chị nha. Len dệt gọi là dệt kỹ thuật số á.
69.000 đây. 69.000, màu xanh lá. Cái này mấy cô về may đầm quay ngực, may áo kiểu hoặc là mình may may bộ may dung gì cũng được nhé. Rồi 2 mét nè. 2 mét 1 mét 6 mấy chị. Rồi chị nói thì cầm mấy dùm con 69. Cầm nhìn chị đây. Cố cái loại hái dơ qua giao hang lắm thầy đó. Rồi 69 2 mét của chị nó lấy cái màu xanh lá này không? Này cắt áp lực quá. Rồi. Rồi 69 năm chốt của chị Ngọc Ly. Em lên bill chị Ngọc Ly nè. Rồi cái này chắc là cái vải để mong mấy chị mong chờ bấy lâu nè. Em khui hàng thời trang nên em sell lá đó nha mấy chị, chứ cái này. Cái này phải bán giá mới tới cả 150 á mấy chị ơi. Cái này là hàng đuổi Lenin nha mấy chị nha. Đây, đẹp lắm. Quá đẹp luôn, lấy những em màu hồng kèm mét ha. Hồng kèm mét được một cái dài luôn. Không ai nha em nói sale khui cái kiện thời trang thiết kế là có như em bán hết mà. Bất chấp hàng, bất chấp mẫu luôn. 95.000 ha, người ta đang dọn hàng bà ơi. Rồi 7 mét đuổi hồng cho cô Quang Dung nè, 1 mét nè. Chắc đủ cho cô Quang Dung thôi. 3 4 5 6 7 Trời, cái này đẹp quá. Một mét ba Phương Vũ. Chị ơi, cái này còn mét rưỡi lấy luôn giùm em nha chị nha. Nó còn tới một gần 1m7 mấy luôn á. Rồi 57.000, vẫn rất là rẻ rồi chị ơi. Lấy luôn đi chị, 57.000. Dạ rẻ lắm cô, cái này là 1m7 mà 57.000 thì là tính ra 5m của cô rẻ lắm. Tại vì con đang bán 95.000 là con khui kỳ thời trang rồi, có hàng gì nó bán hết đó chứ con không có. Không phải là cái hàng này like rồi nha, hàng mới khui luôn. Rồi ok chị Phương Vũ nè. Ờ, hôm nay là 97.000 một 95.000 ký. À, thì ra là con chưa ghim giá ha. 95.000 một ký con dọn kho nha. Nhiều hàng đẹp chứ không phải là hàng online rồi đâu. 95.000 để con ghim giá lại cho nè. 95.000 một ký con dọn kho nha. Trời ơi. Giọng gì mà to dữ vậy trời. Rồi, con ghim giá rồi, con ghim giá rồi nha. Rồi mã này 42. Hàng này là tắp ta nha mấy cô. Tắp ta mình lên chân váy lên sọt. Rồi 1m, 1m2. Dạ cái đó con đủ được cho, đủ có 2 người. Rồi cô con dung 7m với chị Phương Vũ 1m7 rồi con hết luôn. Không còn nữa mấy chị. Không còn nữa nha, không còn nữa. Rồi lên cho con mã này 42 tắp ta nè, quá xinh luôn. Tắp ta em chốt cho chị Chi Đặng nè. Rồi cái này lụa Tây Thi. Rồi cô nào thích tụ? Cái này chị Milly thích lắm nè, 36.000 nha. Tây Thi màu da. Lụa Tây Thi lên giùm con mã 36. 1m. 2m máy áo dài đẹp lắm. Vừa rồi cái màu rê con thấy mẹ của con máy áo dài đẹp lắm luôn. 36 con chốt cho cô Quang Dung. Rồi mặt hàng này là lụa đuổi ha. 28.000 lên giùm con 28 nè. 28 được 1m1. 28 1m1 có giãn hết nha mấy cô. 28.000 1m1 lên giùm con 28. 28 1m1 nè. Rồi mã này 33 đây giùm con 33. 33 cái này là thun dập ly nha. Thun dập ly. Rồi 33 đây giùm con 33. 1m nè. 2m. Tới 2m2 33. Thun dập ly những này nhức mắt luôn mấy con ha. Những này nhức mắt luôn á, mình giả bộ lên một cái chân váy để mang này nhức mắt luôn. Thun dập ly nha. Hỏi vải xanh lá không trả lời có bị chảy không, rồi bị ẩn comment không có đọc được á chị. Vải xanh lá là cái mã nào chị Hè? Mã xanh lá là cái mã tắp ta này ha, tắp ta này không chảy.
Rồi 33 em chốt cho chị Tâm một cái mã độc lạ nè, 33 chốt cho chị Tâm nè. Rồi lụa lên giùm em. 16. 16 nha mấy chị nha, 16 nè. 8 tấc 16 ngàn nha. Rồi 16 à, con sót cho cô Đặng Thị Sương. 69. Xanh lá 69 là mã nào ta? Cái mã xanh lá 69 là mã nào chị Hồng ta? Em thấy chị em chốt hết rồi mà. Ở dưới em giờ không có cái mã xanh lá nào nó hết nè. Không có mã xanh lá. À cái mã xanh lá thun đó hả? Không có chảy nhưng mà cái đó như em chốt rồi á. Không còn nữa chị. Rồi mã này 30 nè. 30 cái này là lụa đuổi, cái này là gọi là gì, dạng giống là tôn nha mấy chị nha, tôn 30 cái này tôn theo á, nó theo 3D lên hình gợn sóng như vậy nè, 30k là tôn theo nha mấy cô mấy chị nha, tôn theo 1m, 1m7, 1m7 30 hả, đúng rồi 30 chút cho Mỹ Tiên, lên đăng mới cho Mỹ Tiên, chi phong màu vàng rắn xanh biển màu lụa, đậu mỗi màu 2m. Chị Ngọc Ly kim chim phong chi phong hàng em không có nhiều á chị, nên không có đủ màu, nó về hàng kiện mà. Về giống như là hàng của cái công ty này, công ty hàng để thiết kế hàng cho mấy cái hãng thời trang ở trong nước về nó xuất khẩu á, thì nó còn nó khách hàng còn dư bao nhiêu nó stock lại cho em thôi. Cái này không có hàng cây nên em không có đủ màu nha chị nha. Rồi lụa có giãn về mình may áo lẻ hoặc may đồ bé này 12. Mã này 12 giúp em 8 tấc. 12 8 tấc. Rồi von nhúng ha, 27. Rồi lên giùm em mã này 27 von nhúng màu nâu nè. Von thời trang nhúng màu nâu. Cái này có giãn nha. 27 ngàn. Rồi 1m rưỡi, 12 chút cho chị Huệ. Mã 27 này 1m rưỡi màu nâu nè, nhúng. Chị đã lấy thì comment giùm em là 27. Rồi cái này thun lưới nè. Đó là cái mấy cái mặt hàng này là hàng hàng thiết kế của xúc dư á. 27 chút cho chị Thủy nè. Rồi thun lưới nè, thun lưới. Thun lưới mã này 71 nè, thun lưới lên áo xinh lắm nha mấy chị. 71. Mấy chị lên áo kiểu. Áo kiểu hay lên gì cũng được. Cái này chị nào lấy không hết thì mình chia được nha. 71 ngàn nè, 1m. 2m nè. 3m rồi 3m6 luôn. 3m6 71 là mình chia đôi cũng được. Mấy chị mua về may áo kiểu, cổ xong tay nhúng khách nơ xinh lắm. 71 con chốt của chị Huệ nè. Rồi lên em lên một cái tách ta màu vàng này mấy chị. Ủa cái vàng này đẹp lắm. Chị nào mà lên hàng chân váy tiểu thư nè ha. Lấy những em tách ta vàng. Tách ta vàng kèm mét thôi mấy chị ơi. Vàng kèm mét nha, tách ta màu vàng kèm mét. Em có hai cái bây giờ tách ta vàng với xanh lá đó. Hai màu hot luôn. Rồi lấy những em vàng nè. Vàng tách ta. Vàng tách ta giùm em. Vàng kèm mét ha. 95 ngàn à. Chị nào lấy thì comment. Rồi vàng tách ta lên giùm em mã vàng. Vàng kèm mét giùm em ha. Vàng 1m thanh chi nè. Lên đơn mới cho thanh chi nè. Rồi tách ta thì mấy chị về may chân váy mẹ và bé cũng xinh lắm nha. Hai mẹ con hai cái chân váy tiểu thư, phối thêm cái trắng á. Vàng thì mình dễ phối lắm. Rồi 2m cho chị Tâm nè. Rồi tách ta vàng chị lấy thì comment giúp em. Dạ không. Tách ta này không có giãn chị. Mấy chị chỉ may được chân váy tiểu thư mà nó xòe to ra để mình làm lời gọi là chân váy công chúa thôi nha. Rồi vàng này, tính là mình nó có giãn nhẹ thôi, nó một xíu thôi nên em mặc em coi như là không giãn đi. Nhưng mà cái này nó giãn nhẹ, còn cái màu xanh là nó không giãn luôn. Rồi xanh lá nè, tách ta luôn. Chị nói thì comment nhà em tách ta xanh hoặc tách ta vàng. Cái tách ta vàng tính là nó đẹp mấy chị, chất của nó mướt đẹp lắm. Và chị lấy vàng thì comment vàng nha. Rồi tiếp theo mã này lụa đỏ rồi. Cái này đẹp mấy chị, cái này giống là trượt. Nó có xíu xéo để mình lên hàng được cả quần với lại vest công sở luôn á.
75. Mình hàng có giả nha. Mình hàng này lên lên quần quần ống suông được màu đỏ đô á mấy chị. 75k. Nó xớ vải xé rất là đẹp luôn nên em 75 lên hàng công sở được nha. 75 mấy chị, hoặc là mình chia nha. 1 mét nè, 2 3 3 mét rưỡi 75. Rồi em chốt cho Diễm Lê, lên lên cho Diễm Lê. Dạ em không có tóc nam mai cho mi nam. Rồi trượt công sở màu đen, cái này rất là tuyệt đẹp. 62 ngàn mấy chị ơi. 62 ngàn lên công sở nữ ha. 1 mét nè, 1m9. Rồi cái này đẹp lắm mấy chị ơi. Cái màu đen này phải gọi là cực đẹp luôn, cực sẫm nha. Nó đẹp lắm. Trượt công sở màu đen tuyền. Rồi 62 chốt cho chị Quỳnh. Vàng 1 mét cho chị Hai Xuyên Lê. Rồi lên đơn mới cho Hai Xuyên Lê nè. Rồi chị đã lấy vàng thì comment vàng giùm em nha mấy chị nha. Rồi lấy giùm em một mã caro đen lên quần sọt, hoặc là cái này lên quần sọt á, quần sọt hoặc là chân váy ok, mã 59. Rồi 59 caro này có giãn nha. 59 lên quần dài cũng được nha mấy chị nha. 59 màu đen này có giãn nè. 1m959. 1m959 em chốt cho chị Vi nè. Rồi cái mã này hồi nãy em có màu xanh, giờ em có màu da này mấy chị nè. Lên đầm hoặc lên quần ống suông, lên trên váy rất là đẹp nha mấy chị, lên sơ mi cũng được, lụa. Cái này gần giống như là phi hai da, mã 67. Lên nhà em 67 ngàn phi hai da. 67 1m. 2m, 2m2. Rồi phi hai da nha, 67k. Phi hai da 67 lên nhà em mã 67 nè. Lụa lót màu vàng, có giãn nha mấy chị nha, bình hàng mát. Rồi mã này lên giùm em 26 ngàn. 26 lụa lót màu vàng nghệ. Rồi 1m. 1m6 26. 1m6 26 lụa lót màu vàng nghệ có giãn. Rồi mã này lên giùm em là hàng hàng gọi là gần giống như lụa vân lụa châu tôn á. 26 chốt cho chị Quỳnh. Dạ chị Vi đủ đơn rồi đó. Mà chị muốn lấy thêm chị sạc pin đi, tối em vẫn like mà, tối lên mua tiếp cũng được chị. Rồi mã này 38. Tại vì đi nhiều nhiều đi ít hơn thế ơi ủ mình ship. Này mình hàng mấy chị lên quần ống suông, lên sơ mi áo dài được nha mấy chị nha. 1m9 ha. 1m9 màu này gọi là màu cam đất ha. Màu cam đất đi ha. 37.000 1m9 mấy chị nha. 37 1m9. Rồi chốt cho chị Anh Kim nè. Rồi mã này 19k. 19k. Cái này nó được 1m2 ha mấy chị ha. Không được, được 1m1 nhưng mà nó có nối ở đây nè. Rồi 19. 19 cái này em giảm còn 17, chị nào lấy thì comment giúp em về mình may quần ống suông. 19 giảm còn 17 về may quần ống suông. Mã này lên giùm em lụa. 35 lên giùm em 35 mấy chị ơi. 35 lụa có giãn này lên giùm em 35 lụa có giãn. Rồi 1m, 2m. 19 giảm còn 17 cho chị Quỳnh. Rồi cái này 25 ha. 25 hay 35 nè. 1m9. 35k, 35 chút cho chị Sương nè. Giảm 15 đi. 10 chỉnh giảm 17. Rồi mã này là 31 nè mấy chị ha. 31 màu tím cà. Màu tím cà. Màu tím cà cái này là gọi là von nhúng á chị, von nhúng giảm á. 31.000 nha. Lại giúp chị cục sạc bính liền ơi. Cục sạc bính. Rồi 1m8 nè. 2m nha mấy chị nha, 1m8, 2m, màu tím cà. 31. Hà Cường, sao vậy ta? Rồi Hà Cường thì bữa trước có đơn mà nhỏ quá nên ít đi được, giờ ráng mua cho đủ đơn nó đi luôn nha chị nha. Rồi, chốt cho chị Hà Cường nè. Lên đơn mới cho Hà Cường. Rồi mã này lên lụa satin giúp em 22 có giãn. Có ai mũ bảo hiểm ướt kìa mưa. 22 satin. Rồi 2m mấy chị. 2m 22 lụa satin. Rồi chị lấy thì comment nhà em 22 2m. Cái màu tím cà hết rồi.
2m22k. 22 cái này là khổ của nó chỉ có 1m2 thôi nha mấy chị nha. 22 2m này lụa satin nè. Chị lấy thì comment giùm em là 22. Bỏ cái này vô cho chị Dung Huynh này đi đâu luôn rồi Liên ơi. 36 nha. Dung Huynh. Rồi mã này lên giùm em là 36 ạ, 36. Dạ ok chị Tâm nha. Rồi 36 mã này là hàng châu tôn có giãn nha mấy chị nha. Rồi 1m8, 1m8 36. Mình hàng này mấy chị về may quần ống suông may sơ mi rất là đẹp luôn. Em chúc cho chị Sương. Xếp cái đó để cho bỏ vào chị Dung Huỳnh để đi đơn. Thiếu miếng báo thôi. Rồi mã này là hàng màu da đi cái này giống như là hàng dệt đó mấy chị nha. Hàng dệt công hàng dệt dệt điện tử đó mấy chị. Rồi 172 nè. 172. Dạ ok cô Thanh Lan nha. 172. Cái này xinh lắm à, cái này giống như là dẹp xốp nha mấy cô nha, dẹp xốp nè. Mình hàng giống là thun á, mà cần nhìn thì giống như là giả len. Rồi cô nói thì comment giúp con. Màu da ha, 1m nè. 2m. Rồi 3m nè. Khúc này của con được 4m ha. 4m luôn, chị nói thì comment giúp em. 4m. 4m chị nói thì comment giúp em ha. Rồi da 1m cho 2 xiên lên. Hả? 36. Đi đâu có Dũng Huynh luôn này, Dũng Huynh ok là chị đời miệng đỏ thế đó. Cần có thêm cho Dũng Huynh này đi luôn đi. Rồi da là mấy chị về mình may áo kỹ hoặc là mình may đầm, may zoom đều đẹp nha mấy cô mấy chị nha. Rồi 1m3 cho hàng cho Thảo Ly. Lên đơn mới cho Thảo Ly. KT trắng mỏng làm ga giường massage. Em có cái hàng kaki không à? À có hàng thô cô tông màu loại dày để may áo blue được luôn. Chứ cái mình mỏng thì không có, có đuổi tơ được không chị? Dũng Huynh. Chúa đi, thôi sạn ghi lên thêm tầm đỏ mày đi mà. Rồi em còn 1m4 thôi nha mấy chị nha. Em còn 1m4 thôi. 60.000. À trắng này là hàng đuổi tơ nha mấy cô mấy chị nha. Đuổi tơ 1kg 150. Mình hàng này rất là đẹp luôn. Đổi tơ thì mình may sơ mi đồ đẹp lắm nha, may sơ mi hoặc là may dung. 150 một ký, cô nào lấy thì comment giúp con là mã trắng trên mét ha. Rồi 60 mã này chúc cho Mỹ Tiên nè. Mình phải tháo cái micro ra rồi. Kaki trắng. À, con có cái hàng kaki màu trắng thì cũng có chấm bi thôi chứ. Con có cái hàng gọi là cái gì ta? Màu trắng là hàng thô cao tông may áo blue á. Không có mỗi cái đó thôi. Cái đó thì mình lên sơ mi cũng được. Rồi trắng 2,5m cho Maria Hạnh nè. Cái này mình hàng đuổi tơ mát lắm nha, hàng cây nha. Rồi chị đã lấy trắng thì comment giúp em rồi em cắt nè. Mình hàng mát với lại là mình may được sơ mi, may dung, may bộ, may quần cũng được hết. Mình may hai lớp nha mấy chị nhé. Có chị Maria hàng trắng mới comment là ký 150 nha. Rồi 2,5m mà có 62.000 thôi. Là 1m cũng có 20 mấy ngàn. Cái trắng này nè 2,5m là 62.000. 1,5kg. Màu hồng sau lưng là gì? Này lụa ngọc trai. Này cà tê. Này là tôn. Mà cái này không cắt được, cái này không cắt được.
Cái này cũng không có lôi được bởi vì nó nặng lắm, nó bị đè lên hết rồi. Rồi đuổi tơ trắng hai mấy cho chị Ngọc Ly. Lên cái đuổi tơ nếu chị là cái này lôi được này, mấy khác nó không có lôi được. Này 150 một ký nha mấy chị nhé. Trắng dày không cần đẹp để chị lót. Vậy nó không có. Hai mét cho Ngọc Ly nè. Dạ, chắc phải đeo tay phone hồi tại ở em cũng đang mưa nè. À lót bàn để ủi hả? À mà phải màu trắng trơn hay là cái ca sọc sọc được không chị? Em có sọc được không? Giống cái hàng này là kaki nè. Đó nguyên một chồng là kaki luôn, nhiều màu lắm. Nhưng mà em không có màu trắng trơn. Có kaki cô tông luôn á, dày đẹp. Rồi 2,5 mét cho Hà Cường. Hà Cường ơi, nếu mà đủ đơn thì em cứ gửi tổng hợp đơn lại, em gửi hình qua là em đi nha. Tại bữa trước có một bữa chị mua có một cuộn ren mấy chục ngàn, em đâu có đi được. Rồi lụa ngọc trai màu hồng 1,3 cho hai xuyên. Lụa ngọc trai là ký 1,7 đó nha chị. Rồi 2,3, 2,5 là ký 1,5 luôn. Có đơn hết rồi nhưng không có lên nữa nha. Tại vì người nào có 4-5 miếng hết rồi đó. Rồi miếng của hai xuyên lên 1,3 màu hồng. Cái này là không có, cái này bấm vào đây thôi chứ không có cắt được. Không cắt được nha. Em bấm làm gì nữa vậy? Cái đó đơn có rồi mà. Đây chị một cái bút ở đây. Làm hai cái mọc bây giờ. Trắng không có ngọc trai của Dung Trần ơi. Rồi trắng 1 mét cho Thanh Chiên. Rồi khúc hồi nãy nữa ok. 1 mét cho thêm Thanh Chiên. Khúc này là đây là đuổi tơ nha. Rồi ký 150 nè. Ký 150. Đuổi tơ trắng mây sơ mi nam được không? Không, không nên đâu. Không, nhìn nó không có mạnh, nhìn không có mạnh đó. 150 một ký nè. Rồi trắng con chị nào lấy nó không là em cất nè. Mã này mấy chị về may zoom, may bộ, may xếp, may sơ mi, may đầm, may chung váy nữa, may quần đều rất là được nha. Quần thì mấy chị lấy hai, các cái này nhiều mình may hai lớp, lớp trong lớp ngoài luôn. Còn may áo sơ mi thì không có cần lót. Cái hoặc là cái này mấy chị may quần suông thì cũng ok nha. May quần suông, quần dài cũng được. Rồi cô nào lấy thì comment cho em. Rồi em lên tiếp nè, vải này vải bên tầm ha. Rồi 43 lên nhìn em, 43 mã beo rất là xinh luôn, 43.000. 43.000 được 1 mét. 1,7 mét 43 lên nhìn em 43. Lên được sơ mi nha, 1,7 mét 43. Rồi 1,7 mét 43 nè. Màu xanh lá này là chuột công sở 73. À sorry. Sorry mấy chị. Chưa đổi giá. Rồi này có 27.000 là chị Sương ơi. 1,7 mét 27 lên nhìn em mã 27 đi chị Sương. 27 chứ không phải 43. 27 nha, 27. Chị Sương lên nhìn em mã 27. Mà coi có ướt ngoài đó không, lấy bạc đậy lại bảo. Mã 27 em chốt cho chị Sương. Nhi ơi, đây là cái bút Nhi ơi. Rồi mã này 37 lên nhìn em 37.000 nè. 37.000, cái này là thằng thun dập ly nha. 37 là em 37 ta có thể mua ưỡng bảo. 1 mét, 2 mét, 2,6 mét 37. Đây là những em mã này 37 hàng thun nè. 37 thun nhập ly nha. 37 là những em 37. Đuổi tơ trắng 3 mét trẻ nhân Lê Thị. Ba bảy em chốt cho chị Phụng Trinh. Rồi em lên đơn mới cho Phụng Trinh nè. Rồi em lên đơn mới giá nhân Lê Thị nè. Rồi 27 hả chị? 27 mã đó như hết rồi á. 27 hết là chị mua khoan thôi. Còn đuổi tơ màu trắng ký 150 nha. Chị nào lấy thì comment. Đuổi tớ màu trắng ký 150 nè. 1, 2, rồi 3 mét nè.
3 mét đưa ra màu trắng. Rồi lên nhã nhân Lê Thị. Rồi em lên lụa. Cái này là hàng công sở trường mã 46 ha. Màu xanh lá mạ 46, lên hàng quần tây áo vest ha. 46 được 1m55. Lên được 1 áo vest luôn 46k màu xanh lá mạ. Lên giùm em mã 46. 46 chốt cho Linh Nguyễn. Lên đơn mới cho Linh Nguyễn. Rồi một cái mã này giống như là hàng len dệt công sở ha, len dệt công nghiệp nè mấy chị nè. Rồi 61 lên nhà em mã 61 rất là đẹp ha. 61k mấy chị lên áo hoặc lên zoom, lên quần hoặc lên chân váy, lên đầm ôm cũng được. Mét rưỡi nè. Mét rưỡi, mét tư. Rồi hàng em like, em sale lỗ, em sale dọn kho 95.000 mà hàng chưa mua về chưa bán luôn. Nên là đôi khi sẽ có một cái lỗi nhỏ ngay biên, cái lỗi không đáng kể nha mấy chị nha. Rồi mã 60. Rồi hàng này là hàng em sale dọn kho nha mấy chị. 60k là nhà em mã 60k. Thời trang này nhập về em chưa bán luôn á. 60 mã này. Rồi chị nào lấy mã 60 thì lấy giùm em mã 60 nè. Rồi 60 em chắc có chị Phụ Nguyễn nè. Nóng quá mấy chị. Mưa gì mà sao nóng quá. Để này cho cô Thanh Loan nè. Bảo sẽ rồi lụa có giảm. Rồi mã này 23 lên giùm con 23. 23 lụa trăm đê có giảm nha, lên giùm con 23. 1m323. Rồi cái này nó bị lủng một lỗ rồi nên còn có 1 mét, cô nào mua về mình may đồ cho bé nha. Rồi 23 này con giảm còn 13.000. 23 giảm còn 13 thôi. Lấy giùm em mã giảm 13 tại cái đó ngắn quá. Lụa có giảm 22 nè. Rồi lấy giùm em mã này 22. 22 1m2. 23 giảm còn 13 cho Thảo Ly. Rồi 22 lấy giùm em 22 1m2, lụa có giảm. Hàng caro này lên quần sọt, quần dài, chân váy giúp em. 22 em chốt cho chị Sương, mã này 29 nè. Đây lấy giùm em mã này 29 ha. Coi chân lồn cho bào nha. 29 được 7 tấc có giãn ha. Hàng Pepsi 29 7 tấc có giãn. Lấy giùm em 29. 29 7 tấc có giãn nè. Chị nào lấy thì comment giúp em. Hàng này lên giùm em hàng may quần ống suông hoặc lên bộ đi chùa được nha, màu nâu nè. Rồi lên nhà em mã này 58 mấy chị nè, 58. Rồi tầm 7 nữa. Cái mà nó là 23 giờ con đi má chị lại tập trong cái lan nè. Ngạch cả trên đi. Lấy nhà em mã nâu mấy chị. Nâu ha mấy chị ha, nâu. Nâu này là 58k mấy chị, về may suông may bộ đi chùa được nha. 58 là giùm em 58, hàng có giãn mềm 58. Cái này người ta còn gọi là hàng á mấy chị, hàng của hàng á. 2m. Rồi 2m4 ha. 2m4 rồi, đủ may bộ đi chùa dài luôn. 2m4. Cái này nếu mà mấy chị chia ra được may được hai quần ống suông hoặc là mình lấy hết ha. 58.000 2m4, chị lấy thì comment nhà em 58. Màu da này 58 con chốt cho cô Quang Dung nè. Mã này 27. Lấy giùm con 27 mã này nè. 27 mình may quần cũng được ha. Rồi khúc này của con được 1m1 27k. Mình may quần xu được nha, mình hàng này mát lắm luôn á. Rất là mát màu da. Nó gần giống như là đuổi lạnh nha. 1m1. 1m1 28. Lấy giùm con 28. Rồi chi phong có giãn nè. Lấy giùm con mã này 35. 35 chi phong có giãn, lấy giùm con 35.
35 chi phong có giảm về mình áo sơ mi. Về 1 mét nè. 1 mét 9 35k. Hàng có giảm về may sơ mi may đầm nha. 1 mét 9. À, 28k chốt cho Huỳnh Phụng. Rồi mã này là thun dập ly, hồi nãy có màu xanh lá, giờ em lên màu xanh dương ha. Lên màu xanh dương 43. Rồi 35 chốt cho cô chanh bông. Rồi mã này 43 xanh dương lên giùm con 43 nè. 43 xanh dương thun dập ly nha. 1 mét, 2 mét. Rồi khúc này của con được 2m6, 43.000. 2m6, 43.000. Rồi đây giùm con 2m6, 43 chốt cho Linh Nguyễn nè. Rồi cái mã 1m9 hết rồi Hà Cường ơi. Cầm giùm chị để cắt vải. Rồi 43 em chốt cho chị Linh Nguyễn. Rồi lấy giùm em mã này là lụa Pháp ha mấy chị ha, cái này giống như lụa Pháp vậy. Không, cái này satin thôi. Lụa satin. Rồi lấy giùm em mã này 40 nè. Dạ mát đó cô ơi. Rồi 40 lên giùm con mã này 40 nha. 2 mét. Rồi 2 mét rưỡi 40. 2 mét rưỡi 40 lên giùm con mã này 40 ha. 2 mét rưỡi 40. Rồi chị nào lấy thời gian giùm con mã này 40 về mình may pyjama hoặc là may đầm may áo dài cũng được. Mã này may áo dài được luôn nha. 40 chốt cho Đặng Thị Sương. Rồi mã này lên giùm con là mã vôn 25 ha, lên giùm con 25 nè. 25.000 vôn. Cái này là dạng là vôn lụa nha mấy cô, mình hàng mềm. Rồi khổ 1m rưỡi. Cái này của con được 1m rưỡi, 1m rưỡi ha. Mét rưỡi nè. 25.000 mét rưỡi. Rồi hàng này hàng stick nè. Hàng stick. Hàng này là hàng giả mấy cô, mua về để dành may mùa đông nha mấy cô nha. 25 chốt cho Ngọc Ly nè. Rồi đây giùm em là dạ màu hồng tím mấy chị ơi. Dạ hồng tím mấy chị mua về để trữ hàng may mùa đông biên xù đẹp luôn nha mấy chị. Hàng thiết kế. Giờ người ta stock hàng này rồi là có nghĩa là người ta đã sản xuất cái hàng này ra rồi mấy chị nè. Hãng sản xuất cái hàng này lên chuẩn bị cho mùa đông sắp tới á. Rồi lên giùm em mã dạ nha mấy chị nha, dạ hồng tím. Dạ hồng tím kèm mét ha. Mình lên quần, lên set, lên đầm đi ăn đám cưới đồ đều được. Mình trên váy. Mình lên giùm em mã hồng tím kèm mét. Chị Nguyễn Thủy bị chậm á, mình thoát cái mạng ra ngoài mình vô lại xem có được không? Mạng của mình bị chậm quá. Rồi lên giùm em mã hồng tím kèm mét nè. Ở ngoài cái chất nó đẹp lắm nha. 10 mét dạ cho chị cà rốt bên bên nè. 1 2 3 4 nè. 5 6 7 8 Cái này có 9 mét lấy hết luôn nha chị. Cái này hàng ngoài thị trường giờ là họ đã mua vậy là hàng không có nữa đâu. Hàng stock thiết kế thì mua ngoài thị trường không có vải đâu nha mấy chị nha. Rồi 9 mét này là 376.000 á. Rồi chốt cà rốt bin nè. Rồi lấy giùm em một cái mã thun này dập ly nha, màu trắng đen. Hồi nãy em có xanh lá, xanh dương giờ tới màu trắng đen nè ha. 44. Rồi lấy giùm em mã này 44 thun dập ly nha, 44k. Rồi 1 mét nè, 2 mét. Cái này được 2m7, 44. Hết tất cả, hết dạ rồi mấy chị ơi. 44k, 2m7. Rồi đây giùm em mã thun dập ly nè, 44k, 2m7, độc lạ. Mấy chị lên chân váy rất là xinh hoặc lên quần. Rồi 44, 2m7 à. Rồi em chốt áo nhân Lê Thị. Rồi một mã màu nâu là lên hàng công sở giúp em ha. Công sở mình lên vét được, lên quần, lên trên váy đều được luôn. Mã này 86, có giảm. Rồi 86 có giảm. Màu này màu nâu ruốc nha mấy chị. 86 có giảm. Rồi cái này khổ dài. Rồi 1m6 nhân 1m4. 1m6, 1m4, 86k. Rồi biên xù đẹp luôn nha mấy chị nha. 86 chị lấy thì cầm mấy giúp em. Rồi dạ còn nữa, còn nguyên khoảng 300kg mà chưa khui hàng cây luôn. Để em gửi mẫu cho mình nha chị nha.
Để em khui em gửi mẫu, tại hàng đó là em chú khui, em khui em gửi vô xỉ xong hết rồi còn dư thì em mới like được á. Rồi mình hàng này đuổi tơ ha mấy chị ha, đuổi tơ màu xanh minh nè. Đuổi tơ xanh minh. Rồi ok chị nha, đuổi tơ xanh minh. Rồi 96 là nhìn em 96. Nó nhìn em 96 nè. Dạ mã 86 có giãn chị. Chị Nguyễn Duyên 86 là có giãn nha, lên vét được. Rồi lấy thì ok giúp em màu này có giãn nha, lên hàng vét đẹp luôn. Dạ ok chị, để ngày mai em cho khui em gửi luôn cho. Tại vì em mới soạn hàng hồi nãy á. Em nhớ bữa trước có về là khoảng cỡ 6 cây mà sao không biết để chỗ nào, hồi nãy mới dọn hàng thì thấy. Rồi 2 mét, 3 mét nè, 4 mét. Cái này được 4 mét 7 ha, đuổi tơ màu xanh này, lên nhìn em mã đuổi tơ kèm mét ha. Rồi hôm nay sale chung với hàng này là quá rẻ luôn, mấy chị ơi đèo nhèo luôn á, đuổi tơ nha. Rồi chị nào không lấy ngày mai, mai mốt em bán chung với hàng thô cô tông ký 150 đáng chịu. Chứ nói thiệt á, này là thun dập ly, mã này 48 ha. Đây dùm em 48 thun dập ly màu xanh lá. Thun dập ly về may chân váy 48 ngàn là 1 mét nè, 2 mét, 3 mét, 48 là dùm em 48. 48, 2 mét, 3 mét chứ, 48, 3 mét. Rồi bụi tơ 3 mét cho cô Quang Dung. Rồi đuổi tơ này có chị nào lấy nữa không nè? Chị Vi ghi số 2 là số 2 mã nào vậy? Rồi 1 mét, 2, 3 mét cho cô Quang Dung nè. Em tập cũng không phụ chị với con sẹp vào mày bằng kia rồi còn Minh chị lấy mấy không à. Rồi 2 mét cho chị Vi nè. Chị Vi ơi cái này còn có 1 mét rưỡi thôi được không chị? 1 mét 55 thôi. Nếu lấy thì ok dùm em là 34 ngàn nha, 1 mét 55, 34. Rồi 48 chốt cho chị Mai, lên đơn mới cho chị Mai. Mã 86 rồi em chốt cho chị Nguyễn Duyên nè. Rồi em chốt cho chị Vi mã này luôn còn 34 ngàn nè. Màu cam này là lên thô cô tông dùm em ha, màu cam tươi 27. Rồi đây nha em, mã này 27 cam tươi, hơn 1 mét. Mã này mình dày về mang quần hoặc may áo đều được nha. Lên quần sọc nam đồ đều được luôn. Rồi xong. Tôi xé biên trời ơi. Chị nào lấy thì cơm hay nhất, thấy chưa? Em thấy chưa? Sai rồi. Cái này là của cái này. Cái này là của cái này. Lên lên mới là cái này. Rồi cái này Nguyễn Duyên là mã này. Cái này là cái này. Là không có tập trung gì hết trơn á. Ba người phụ chứ không phải người đâu. Rồi đuổi tơ cái đó em bán, bình thường em bán ký 150 là cũng khoảng gần 30 ngàn mà giờ hết rồi chị. 35 cô chanh bông ơi, như con hết rồi, cái này của con là có 25 ngàn thôi, cô lấy thì ra dùm con mã 25 nha. 25. Mã này 25 nha cô chanh bông nha, hơn 1 mét. Hơn 1 mét 25 ngàn chứ phải 35, lên dùm con 25 thôi. Vải may ga hả chị, may ga giờ thì không có có. Có nhưng mà em không có like được, tại vì không có lôi ra đây sẵn được á. Rồi tách ta màu kem ha, tách ta màu kem. Lụa pháp thì giờ em không có like được chị, tại lụa pháp bán mét chứ không bán ký. 1 mét có 45 ngàn thôi, lụa pháp bán mét 45 ngàn nhưng mà lại không có bán ký. Em có đăng trên album á, chị thích cái nào chị gửi hình cho em cắt cho. Có 17 mẫu thôi, 17 mẫu. Mà trong đó một mẫu beo hết rồi, còn đúng 16 mẫu thôi mà mỗi mẫu còn cỡ. Có mẫu thì còn khoảng cỡ 8 mét, có mẫu thì hơn 10 mét, nên em không có like được tại cái đó quá ít. Rồi chị nào lấy thì comment cho em là tát ta màu da ha. À đuổi tơ con hết rồi, cô chanh bông cái đó con 2 miếng à. Cái màu trắng này cô lấy không? Đuổi tơ màu trắng này con còn nè. Đuổi tơ con hết rồi. Rồi tách ta màu kem này, chị nào mua comment thì comment dùm con màu kem. Em có 2-3 mẫu tách ta nha. Tách ta màu vàng, tách ta màu kem, với tách ta màu xanh lá ha. 3 mẫu nè. Tách ta xanh lá vàng kem nha. Về mình may chân váy tiểu thư, may chân váy mẹ và bé. Lên dùm con tách ta xanh lá vàng kem. Rồi lên dùm con mã này là lụa lót nè, màu kem. Rồi mã này cô nào mua thêm cái von lót này là hợp tông màu luôn nha mấy cô nha. Rồi lụa này lên dùm con mã này 28. 28, mã này 28. Có von may đầm chọn cho chị với chốt hoài không được. Rồi em gửi mẫu cho chị ha, em gửi mẫu chiếc phong cho cô em còn nhiều lắm. Rồi lên dùm em mã này 1 mét nè, đưa chị tờ giấy. 2 mét nè.
Rồi 28 chút của chị Mai. Lấy giùm em chi phong có giãn ha. À, thôi lên tiếp cái màu này đi để cho chị nào mua về mình lót nè. Cái này là von nhúng nha mấy chị nha. Rồi 36 đây nha, em mã này 36 mấy chị. Von nhúng cái này giống như là hình von lưới hay là thun lưới gì đó mấy chị nha. Mình hàng mềm lắm, độc lạ. Rồi chị nào lấy thì lấy giùm em mã này 36 ngàn. Dài lắm mấy chị ơi, 36. Hàng em sale 95 ngàn là hàng mới khui luôn. Nhưng mà có sẽ có đôi khi có một cái hai cái lỗ nhỏ nha mấy chị nha. Cái hàng em mới khui luôn, cái này hàng đẹp luôn. Em sale nhẹ nên sale là coi như là gần vốn luôn rồi. Nên mấy chị có cái nào mà lỗi với lủng lủng hay cái biên hay gì đó có thể bỏ qua được thì thông cảm giùm em nha mấy chị nha. Rồi khúc này của em được 2m2 nè. 2m2 là giùm em mã này 35 ngàn. 35 2m2. Cái này giống như là hàng hàng von nhúng đó mấy chị. Em mô tả vậy đó, cái mình hàng nó rất là lạ ha. Rồi 35 ngàn lấy giùm em 35. Von chi phong có giãn nè. Rồi chị nào lấy thì lấy giùm em mã này 37 ha. 37 có chân đăng nha. Cái này mềm áo dài được. 37 này nó dưới này màu đen nè. Rồi mã này 37k. 37k chị lấy thì cầm đây giùm em 37k. 37k được 1 mét nè. 2 mét. Rồi khúc này của em được 2m7 chốt cho Thanh Chi. Lên mã này công sở giùm em màu xanh minh nè. Công sở xanh minh, cái này của em có 2 khúc. Rồi khúc này lên giùm em mã 100. Một trăm mười ngàn. Xéo mà 110 có giãn. Chị nói thì cầm đây em mã 110. 110 có giãn nha. Hàng này mình lên đầm, lên quần tây, chân váy hoặc là lên vest. 110 có giãn, em có 2 khúc nè. Rồi khúc này 110 chị lấy thì comment giúp em 1 mét. Rồi 2 mét nè. 2m7 110 ngàn. 2m7 110 chị lấy thì comment giúp em mã 110 2m7. Rồi chị nào mà lấy thì comment giúp em là mã xanh kèm mét được nha. Em có 2 khúc lận nha mấy chị nha. 110 kèm mét. Rồi chi phong lên em mã này 26. Rồi 26 chị nói thì cầm cho em 26k. Rồi 1 mét nè. Mét 8 26 nha, mét 8 26 chi phong có giãn là giùm em 26. Rồi von chi phong luôn, lên giùm em mã này 21. Cái này chi phong ép nhung nha, 21k. 26 chốt cho anh Kim. Rồi mã này 21 lên giùm em 21, 1 mét nè. 1m7 21.000, chị nào lấy thì cầm cho em là mét 7 21. Mét 7 21 nha. Lưới có giãn giúp em nè. Lưới có giãn 35 lên giùm em 35. Rồi mã này 35 lưới có giãn ha. Ren. Lưới ren đó, ren mấy chị ơi. 2m 35. 21 chốt cho chị Mai. 35 lên giùm em 35 nè. Ren này có giãn nha. Lên giùm em 35. Rồi mã này lên quần tây chân váy giúp em. 64 lên giùm em 64 mấy chị, cái này dày lắm, lên quần tây nam được nha. 64k. 64, mã 21 hết rồi. 35 chốt cho Mỹ Tiên. 64 chốt cho em 64, 1m1. Cái này được 1m15 mà mình hàng này dày lắm, giống như là kaki luôn nha mấy chị. Mình hàng này gần giống như là kaki là mình may quần nam được. 64, 1m1 ha. Rồi lên giùm em một mã là lụa ha, bô tai màu cam, á màu đỏ đô, 37 ngàn. Rồi lên giùm em mã này 37 nè, màu cam ha, 37k. Lên giùm em mã này 37k, 1 mét nè, 2 mét, 2m7. Rồi 64 cho cô chị Mai. 37k, 2m7, lụa ha bô tai, lụa lót ha bô tai dạng 4 chiều 37 ngàn. Chốt cô chị Đặng Thị Phương. Rồi lên giùm em một cái mã này là lụa lót ha bô tai màu hồng. Rồi 31 lên giùm em 31 nè. 31 nha mấy chị nha, 31 màu hồng 1 mét. 1 mét 95 31 ngàn. Rồi chị nào lấy thì lấy giùm em 31 ngàn, 1 mét 95. 31 1 mét 95. Rồi mã này là thun lưới nha. 31 cho cô chị Tâm. Mã này thun lưới. Rồi lấy giùm em mã này 10 ngàn mấy chị. 10 ngàn thun lưới nè. 10 ngàn. Cái này của em được 8 tấc rưỡi thôi. Rồi chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 10k 8 tấc rưỡi ha. 10k 8 tấc rưỡi. Tắp tam, ở cái này không phải tắp ta. Mình hàng này giống như là mình hàng gold nha mấy chị nha. Gold công sở 29 ngàn, mình lên quần tây chân váy đều được ha. 29 ngàn màu vàng nghệ.
29k được 1m1 màu vàng nghệ, chị nào lấy thì comment giùm em 29k nha. 29k 1m1. Rồi mã này là lụa mango loại mỏng vừa. Loại mỏng vừa để mình lên quần ống suông hoặc lên áo sơ mi đồ được luôn, 36 lên áo bờ ba. Rồi 36 là những em mã 36 có giảm ha. 36.000 này, màu xanh thiên thanh. Rồi 36.000 1m75. Rồi lên giùm em mã này 36 1m75 nha mấy chị nha, 36 1m75. Rồi 36 chị nào lấy thì lên giùm em mã 36. À, 36 một chút cho chị Mai. Rồi Thanh Lý Lam có gửi 10 mét lập thể. Rồi để lát nữa em like xuống xong em kiểm tra lại cho mình liền nha chị. Rồi 67 lên nha em, mã này 67 lên hàng quần, lên may quần được nha mấy chị nha, 67 may quần dài được nè, đang thịnh món đó, quần caro này mấy chị nè. 3m1 67k. Chị nào lấy không hết thì comment giùm em 67 kèm mét nha. 67 kèm mét. 2m cắt ta xanh lá. Rồi có chị nào lấy thì comment giùm em xanh lá kèm mét nè. Rồi 2m xanh lá cho Phụng Trinh. Rồi 67 chốt cho anh Kim. Rồi một mã lụa mango 23 lên giùm em 23 mấy chị. Rồi 23.000 được 1m15 23 lụa mango. Rồi 1m15 23. Chị nào lấy thì lên giùm em 23. Một mét 15 23.000 nha mấy chị nha, 23.000. Rồi 23 em chốt cho chị Đặng Thị Sương. Rồi mã này lụa lót màu hồng da nha, mã 17. Rồi lên giùm em mã 17. Mã này mấy chị về may áo 2 dây cũng đủ nha. 1m 17.000. Mét nha 1m2. 17 lên giùm em mã này 17 nè. 17 à. Chị Thanh Lý Lam em gửi rồi nha chị. 220.000 cộng ship á, để em cho nhân viên xích lại liền luôn. Rồi 17 à. 17 chốt cho Loan Đinh. Tiên. Lại liền chị gửi trong ngoài nhộng cắt vài á. Cắt cho 20 mét gửi cho khách liền cho chị đi. Trong lúc cắt vài tôi ba đôi của lùi nha luôn. Nói liền á là vậy liền, tiếng không cần xếp ở ngoài đây đâu, tiếng mà liền phù xem chết thêm cả nam nó chưa cắt chưa xử lý á. Nói hội bề liền làm đỏ đi. Rồi tách ta là em có 3 màu nha mấy chị nha, xanh lá, vàng nghệ với lại màu da. Rồi chị nào lấy tách ta thì comment với em có 3 màu nè. Tách ta xanh lá, màu vàng với màu da nha, chị nào lấy thì comment với em, tách ta có 3 màu. Rồi satin màu trắng ha mấy chị ha. Satin màu trắng. Rồi lên giùm em mã này 27.000. 27 lên giùm em 27. Rồi 1m nè. 1m25 27, chị nào lấy thì comment giùm em 27 nha ha. 27 1m25. 1m25 27 nha, chị nào lấy thì comment giùm em 27 nha. Rồi 27 em chốt cho chị Tâm. Em còn chi phong mấy mã này em sale luôn 95.000, sẽ lỗ luôn nha mấy chị. Rồi 71 lên giùm em mã 71 chi phong hoa nhí có giãn nè. 1m, 2m. Rồi 3m nè. 4m. 4m rưỡi 71k. Rồi chị lấy thì lên giùm em mã này 71 chi phong hoa nhí có giãn. 71k. Nhà tách ra cái đó em bán 1kg là 95.000 á chị. Rồi 71.000, 4m rưỡi. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 71 kèm mét về may áo bà ba nha mấy chị. Chi phong này em mua vô giá tới 100 mấy chục ngàn mà giờ sale có giá này thôi nè. Chị nào lấy thì comment giúp em. Rồi 71 2m cho chị Tâm nè.
Sale giờ quá rẻ luôn nha mấy chị nha, tại cái màu này em hết luôn rồi. Cây này có chút xíu thôi. Rồi hai mét cho chị Tâm nè. Rồi có chị nào lấy nhí nâu thì lấy nhí em mã nhí nâu nha. Rồi ai lấy nhí nâu nữa thì lấy nhí em nhí nâu. Còn có 2,5 mét à. Nguyễn Thủy ơi, còn 2,5 mét lấy được không? Lên mai đủ đầm rồi. Nguyễn Thủy nếu lấy thì comment nhà em 40 nha. Còn 2,5 mét thôi Nguyễn Thủy ơi. Rồi chi phong màu cam lên giùm em màu cam kèm mét chi phong có giãn màu cam ha. Màu cam nè. Lên mã cam kèm mét giùm em. Nguyễn Thủy ha, nhí nâu em còn 2,5 mét à. 40 ngàn. Rồi ok cho Nguyễn Thủy. Rồi lên giùm em mã màu cam kèm mét ha. Cam kèm mét. Cam nha, chị lấy thì comment nhà em là mã cam kèm mét nè. Cam kèm mét. Mã màu cam, may đầm dư luôn á chị. Rồi 2 mét cho chị Ngọc Ly Trang nè. Rồi cam kèm mét giúp em nha mấy chị nha. 1 mét nè. 2 mét cam cho chị Ngọc Ly nè. Rồi 2 mét xanh lá cho chị Ngọc Trung. Lên đơn mới cho Ngọc Trung, 2 mét xanh, 2 mét kem cho chị Ngọc Trung nè. Rồi tách ta này còn chị nào lấy thì comment giúp em ha. Rồi số điện thoại Ngọc Trung em có rồi. Cái này xanh lá em còn 1m95 mà nha chị. Lấy luôn với chị nha. Còn 1m95 mà 53 ngàn thôi. 1m95 53. Rồi chị nào lấy màu da thì comment màu da. Màu vàng này cũng đẹp lắm nha mấy chị nha. Chị nào lấy da thì comment giùm em da. Tách ta da. Em còn màu da với màu vàng thôi. Hết màu xanh rồi. Rồi da kèm mét hoặc là vàng kèm mét giúp em. Rồi lên giùm em một cái hàng công sở màu đen tuyền. Chéo nha mấy chị nha. Chéo đen tuyền. Mã này 59 nha. 59 này hàng công sở nè. Rồi chị nói thì cầm em 59 công sở đen tuyền lên quần tây chân váy áo vest. Rồi chị nào lấy thì comment nhìn em là chéo đen ha. Đen này 59 là nhìn em mã 59. Cái đó xe 95 rồi em không có giảm nữa đâu. Tùy lỗi, em có lỗi nào em có hỏi chị. Những cái lỗi đó là chị không có giảm nữa. Và cái này 93. Mấy mét quên rồi. 1 mét nè, 2 mét. Rồi 2 mét. Rồi lên giùm em mã này 59 ngàn mấy chị nha. 2m 59 lên giùm em 59. Rồi màu trắng này siêu đẹp luôn. Mình hàng nó giống kaki cô tông á mấy chị ơi. Cái này là hàng thô cô tông, thô lụa vậy đó. Rồi mã này 59 có chị nào lấy không nè. Rồi chốt giá đen hay Hà Cường mã 59. Cây xanh ở phía sau là mã gì? Cái xanh này hả chị? Cái xanh này là lụa satin. Rồi lên giùm em mã màu trắng này mấy chị nè. Đẹp chưa mấy chị ơi, cái này đẹp lắm nha. Mã màu trắng này rất đẹp, xé xé rất là đẹp nha. Lấy giùm em màu trắng kèm mét ha. Trắng chéo này rất là đẹp luôn. Trắng chéo lên hàng công sở giùm em, lên vest quần tây chân váy gì cũng được hết nha. Mà hàng cô tông luôn á. 145 kèm mét mấy chị ơi. 145 kèm mét. Rồi biên xù, biên 1 kỷ luôn mấy chị nha. Biên 1 kỷ luôn. Rồi chị nào lấy thì comment giùm em là mã 145 kèm mét chéo trắng. Rồi mình may quần tây. May quần hoặc là may trên váy đồ đấy rất là được. Cái này mấy chị may sơ mi nam được nha. Mã này chị nào lấy về may sơ mi nam đẹp luôn nha mấy chị nha. Rồi chéo trắng về may sơ mi nam được luôn. Rồi chị nào lấy thì comment giùm em là trắng kèm mét ha. Trắng là về may sơ mi nam được. Rồi mã này là lấy giùm em 18 ngàn mấy chị. 18 cái này có giãn hay lụa có giãn 18k. Lụa có giãn 18k. Được 1 mét hơn á. 18k 1 mét hơn. Chị nào lấy thì cầm lấy giùm em mã 18. 18 thôi chứ không phải 28 chị Sương ơi. Rồi mã này 27 nè. Lụa đuổi hoa nhí có giãn 27. Rồi lấy giùm em mã này 27 1 mét. 1 mét 2. Rồi 18 chất cho chị Sương nè. 27 1 mét 2 lấy giùm em 27 nè. 27 1 mét 2. Chi phong có giãn nè. Rồi mã này chi phong có giãn. Chi phong có giãn mã này 53. Von chi phong 53 lên nhìn em 53 nè, 53.
Rồi trắng 1m2, 1m5. Anh Nguyễn lên số điện thoại mới cắt được nha chị nha, không có số điện thoại không cắt ạ. Rồi mã này 53 ha, Von 53. 1m nè. Rồi 2 3 4 rộng hơn 4m luôn nha. Chốt cho anh Kim. Lấy giùm em lụa thổ cẩm nè. Rồi có số điện thoại của anh Nguyễn rồi, cắt mức trắng 1m5. Anh Nguyễn ơi, ráng mua cho em đủ đơn em đi luôn nha. Bên em 100.000 là em đi rồi. Nguyễn Thủy ơi, mã 53 em vừa hết rồi ha. Rồi lên đơn mối cho anh Nguyễn nè. Rồi thổ cẩm lên giùm em 25. Rồi 25 thổ cẩm lên 25. 25 thổ cẩm 1m3 25 ha. Cô Phượng ơi, cô chốt được 5 mã đó cô ơi, 5-6 mã gì đó. Cô thoát ra ngoài cô vô lại xem được không. Rồi 25.000 1m3. Chị nào ấy thì comment giùm em 25 1m3 thổ cẩm nha. 25 chốt cho hai xuyên lê. Rồi mã này là lụa lót màu đỏ đô này ha. Mã này 15.000, lên giùm em 15 nè. 15.000 được 9 tấc. 15 này 9 tấc nha, màu đỏ đô. 15 9 tấc, lên giùm em mã này 15. Rồi hàng này lên cùng màu đen công sở. Cái màu đen này là hàng có co giãn nhiều, mình may đầm body, may chân váy đồ được luôn nha mấy cô. Cái này may quần legging được nè. 50.000 lên giùm em mã 50. 15 em chốt cho chị Mai nè. Mã này 50 lên giùm 50 của chị, cái này giãn nhiều lắm luôn á. Nó giãn ngang theo biên nha. 15.000 á. 50.000. 50.000 được 1m9 nè. 50.000 1m9 về may quần legging được luôn, cộc tay công sở cũng được. 50.000 1m9. Rồi lấy giùm em mã này là 50.000 này mấy cô mấy chị ơi. Rồi 50.000 em chốt cho chị Mai nè. Trắng 2m5 cho Hoa Huỳnh. Cô Tông nhí thì hẹn ngày mai đi mấy chị ơi. Ngày mai em like hàng thô cô Tông lại xịn mới về hàng cây luôn. Rồi 2m5 cho Hoa Huỳnh. Rồi em lên đơn mới cho Hoa Huỳnh nè. Rồi em lỡ chị ơi, lỡ Hoa Huỳnh ơi. Lỡ còn cái này mà em không biết em để em tặng cho chị luôn. Rồi tặng cho chị miếng này luôn nha. Rồi tặng Hoa Huỳnh miếng đó luôn, bỏ vô tặng cho Hoa Huỳnh luôn. Đi chủ tặng. Rồi cái này lên giùm em một cái loại này là giống như là hàng stick cho mấy chị nha, hàng bố á. Lên chân váy hoặc quần sọt rất là xịn sò luôn, 44.000 mấy chị, hai da nha. Một da nè, hai da nè. Rồi 44.000 lên giùm em 44. 1m25. 1m4. Rồi 44.000. Chị nào mình lên mình may quần nam cũng được, hoặc là mình lên may áo vest, hoặc là mình lên trên váy rất là xịn luôn. 44 1m25 nhân với 1m4. Chị nào lấy thì comment cho em mã 44 ha. Rồi kaki đen mấy chị ơi. Cái này là hàng kaki nha. Kaki nè, kaki biên sù 1 chỉ, hàng kaki có giãn ha. Kaki này có giãn lên quần sơ mi nam. Rồi 2m, 2m4 nè. Rồi 44, hàng 4 hai da, chị còn lấy thì comment giùm em mã này 44 nha. Rồi mã này kaki. Rồi lấy giùm em 95 kaki mấy chị. 95 kaki màu đen. Rồi chị nào lấy thì lấy giùm em mã 95 ha. 95 kaki đen lấy giùm em mã 95 nè. 95 nha mấy chị nha, mã 95 kaki màu đen 1 chỉ. Mã 95 mã này kaki lên nhà em, mã này kaki 95 nha mấy chị. Kaki 95. Rồi 95 em chốt cho chị Anh Nguyên. Rồi mã này 38 ha, lên quần ống suông trượt mấy chị nha. 1m2 38. Vàng nghệ. Lên nhà em là trượt ha. Trượt công sở nè. Trượt công sở. 38k 1m2. Rồi lấy giùm em mã này 38. 38m2. 44 chốt cho Hà Cường. Mã này 38 1m2 lên giùm em 38 nè mấy chị nè, 38. Trượt nha. 38 trượt vàng. Lấy giùm em mã 38. Rồi thổ cẩm mấy chị ơi. Rồi trượt vàng 38 chốt cho Maria Hạnh. Mã này 20. Rồi thổ cẩm mã 20 lên giùm em 20. 20 được 1m2 lên giùm em 20.000.
20.000 một mét 2. Rồi chị nào lấy thì comment dùm em 20 nè. Ngàn một mét hai, cái lụa đó có giãn rồi mình may quần ống suông được nha mấy chị nha. Đây này. Em hello chị Nấm Hương nha. Rồi 20k một mét hai về may quần ống suông. Chị nào lấy thì lấy giùm em mã 20.000 về may quần ống suông nha. Mã 20. Rồi mình hàng này lên thôn cô Tâm giúp em caro ha. Rồi nay em lên thời trang thập cẩm lộn xộn á chị, hàng thời trang thiết kế của xưởng thiết kế Cát Dư á. 20 em lên chị Sương Sương đơn mới nè. Rồi mã này 22, hàng thô cô tông 22, chị lấy thì lấy nhà em 22. 22 được hơn 1 mét rồi may đủ quần nha mấy chị. 22 hơn 1 mét rồi may đủ quần. Cô cao 100% luôn. 22k lấy nhà em 22. Rồi 22 chắc là anh Nguyên nè. Mã này lấy nhà em là lụa tay thi màu hồng. Lụa tay thi mã này 19.000 mấy chị. 19.000 tay thi hơn 1 mét ha. 1 mét tay thi hơn 1 mét màu hồng. Lụa tay thi 19.000 nha. Thằng thô để ngày mai em cho soạn hàng chụp mẫu cho em mới về hơn tấn nè chị. Rồi 19.000 chắc là chị chi đặn. Rồi mã này lên giùm em là phi hai da ha. Phi hai da lên giùm em mã này 68. Rồi 68 phi hai da lên giùm em mã này 68 màu da ha. 68.000 phi hai da về lên đầm. Lên đầm, lên chân váy, lên quần cũng được. 68.000 phi hai da 1m 2m nè. Rồi 2m 2568. 2m 2568 phi hai da lên giùm em mã này 68 nha. Em có hai màu. Rồi mã màu đó với thêm màu xanh minh nữa mấy chị. Rồi 68, còn này là màu xanh minh nè. Chị lấy xanh minh thì lên giùm em là xanh minh. Rồi ai lấy xanh minh thì lên giùm em xanh minh nha. Xanh minh hoặc là màu da là phi hai da. Chị nào lấy màu nào thì comment giùm em màu đó à. Rồi lụa đuổi hoa này có giãn ha, mình hàng này giãn về may đồ cho bé cũng được 27.000 mấy chị. Rồi 27.000 1m25 có giãn luôn, lên giùm em 27. 27 là 1m2 thôi mấy chị ơi. 27 1m2 có giãn lên giùm em 27.000 lụa đuổi. 27 1m2. Rồi mình hàng này là lụa lót ha, ăn phải lụa lót. Lụa có giãn lên đồng không cần lót nè. Màu hồng sen, lên giùm em mã hồng sen. Cái này là hàng bé dài nha, hàng cây á, có giãn về mình may bộ, may đầm hoặc là mình may, chị nào mà mình thích á thì mình may cái gì ta, may quần, ống suông cũng được, hoặc là may áo sơ mi. Hình như cái này người ta kêu là lụa cắt hàng hay gì á mấy chị. Lụa cắt hàng hay gì đó. Lấy giùm em mã hồng sen kèm mép nha, mình hàng mát mấy chị nha. Đây nè, hồng sen. Hồng sen biên xù luôn nha, mình hàng mát giãn. Mình hàng mát giãn mềm, lấy giùm em hồng sen kèm mép. Hồng sen kèm mép nha mấy chị nha. Mát giãn mềm hồng sen kèm nét giúp em. Rồi chị nào lấy thì comment giúp em hồng sen kèm nét nha. Von chi phong nè. Rồi cây beo vàng phía sau. Cái này là cây chi phong nha chị, 1m15k. Cái này là cây chi phong chứ không phải cây beo đâu. Rồi mã này là 14, lấy giùm em 14 nha mấy chị ơi. 14 Volter. Lấy giùm em 14.000 Volter. 1m7 14k. Rồi mấy chị nào lấy thì lấy nhà em mã này 14k 1m7 ha. 14.000 1m7. Hồng sen là lụa là vải lụa nha chị nha. Giống như là chất giống là lụa cắt hàng vậy đó. Cái này hàng cây nha mấy chị. Rồi mi 8 già 3m lên đơn nha mi 8 già. Rồi chị nào lấy hồng sen thì lấy giùm em mã hồng sen. Mã này mấy chị lên bộ, lên đầm, lên áo sơ mi kiểu cũng được không cần lót nha. Mã hồng sen này nè. Rồi 1m 2m. Rồi 3m cho mi 8 già nè. Rồi mã 14 em chốt cho chị Đặng Thị Phương. Von hoa cúc. Rồi một cái mã trượt màu đen lên quần tây. 3m khoảng bao nhiêu chờ em cân đã nha chị. Rồi mã quần tây này 37, lên nhìn em 37 nè. Ba mét này 66.000, tính ra một mét có 22.000 thôi. Liên ơi Liên, đến sân thương gói nước rồi bị ự lại không? Rồi 37.000, cái này là trượt công sở lên quần tây giùm em ha.
Mình hàng này không có giả nha, mình hàng cược công sở chất rất là đẹp luôn, 37 ngàn. 37 ngàn được 1m3 này mấy chị. Rồi hàng quần tây này 37 ngàn 1m3 này may quần ống suông được luôn nha. Quần ống suông hoặc là chân váy rồi vậy á. Rồi 3 mét hồng sen cho khuôn chi ngô, lên đơn cho khuôn chi ngô 3 mét. Ba hàng công sở chị nào mấy thì comment. 3 mét hồng sen cho cô Hà Dung. Rồi con lên đơn cho cô Hà Dung. Rồi hồng sen em còn 1 mét nè. Rồi 2 mét. Rồi 2 mét rưỡi cho chị Đặng Thị Sương nè. Rồi hồng sen này em hết rồi mấy chị ơi, còn có 8 tấc, chị nào mua về mình may chân váy hoặc may quần lửng nha, áo nha. Cô Nhung Tăng ơi, con hết rồi, còn có 8 tấc thôi, 16 ngàn lên dùm con 16. 37 chút cho anh Nguyên. 8 tấc 16 lên dùm con ngõ 16 à. Con còn có 8 tấc 16 ngàn thôi nha. Rồi con lên một cái mã này là hàng Tipsy. Rồi 34 ngàn lên dùm con 34 ha. Tipsy này có giãn nha, 34k. Rồi Tipsy này có giãn 34k hơn 6 tấc. Rồi hơn 6 tấc này 34k Tipsy. Về mình may quần lửng ha. Về mình may quần lửng hoặc quần sọt chân váy. 34 chút cho Linh Nguyên. Satin lên dùm em mã này, satin 20 ngàn. Lụa satin mã này 20. Satin 20 lên dùm em 20, lụa satin về mình may sơ mi nè. 2 mét. 2 mét x 1 mét 15 ha. 2 mét x 1 mét 15 20 ngàn lên dùm em mã 20 nè. 20 1 mét 15. Và 20 chút cho Nhung Tăng. Và em lên đơn mới cho Nhung Tăng nha. Rồi lên dùm em một cái mã này là lụa lót ha mấy chị ha. Mình hàng này cũng không phải gọi là lụa lót, mà mình may áo chính hoặc may quần cũng được á, 27. Lên dùm em mã lụa 27 màu vàng 27 ngàn. 27 ngàn 1m1. Lên dùm em 27 1m1. Để cái máy gì nào đem nó xem đẹp. Đem nó lấy hẹp cho mình đừng không bao bụng bao lần á. 37 ngàn 2m1 đem xếp lên chị đi. 3727 ta. Rồi 1m1 mã này 27k mấy chị. Về mình may quần được nha, cái này mình may quần suông được. Rồi 27k con chốt cho cô Quang Dung nè. Rồi còn cái này là lụa lót ha, bu tai màu vàng. Lụa lót ha, bu tai màu vàng. Rồi lên dùm con mã này 56 à. 56 lên dùm con 56. 56 nha, 1m nè. 2m, 3m, 4m. Rồi 5m. Này còn tới á. 5m rưỡi nha, 5m rưỡi mà có 56 ngàn thôi. Lên nhìn em mã 56, 5m rưỡi nè. 56, 5m rưỡi. Mình con nào lấy ít hơn thì mình comment mét nha. Lụa ham bô tai về lót ha. Mình hàng mềm, mình hàng mềm. Chị nào lấy thì comment giùm em ha. 58k kèm mét. Cái này của em tới 5m rưỡi lận nha. 58k kèm mét, chị nào lấy thì comment giùm em mã 58. 58k 5m rưỡi, trời ơi, rẻ quá trời rẻ luôn. Rồi chốt cho Sương Sương nè. Là Lập nó là cộng đúng không? À, được hay không? Rồi Sương Sương. Cái vàng 58 hết rồi chị Vi ơi. Cái này hồi nãy chị nào cần mua màu trắng và để lót mình hàng dày nè. Cái này lấy lót được nè chị nè. Cái này 40 ngàn lấy dùm em mã 40. Mà cái này là trượt nha, 40. 40 cái mình hàng này con thấy nó hơi dơ dơ. Chị nào lấy con giảm cho con, giảm còn 20 thôi. 1m45 gần 1m rưỡi á. Mình về mình giặt đi nha mấy con. Tại nó dính bụi thôi chứ không có vấn đề hết. Cái này sờ mát lạnh nha. Cái này sờ mát lạnh có giãn về mình may sọt, may bộ được luôn. Rồi 50 chút cho Hoa Huỳnh nè. Không có bấm đơn được luôn. Hoa Huỳnh này 40 giảm còn 20 nha.
40 giảm còn 20 cho hoa hình. Rồi một mã này là von chi phong có giảng này ha, von chi phong. Rồi lên giùm em mã này là 13.000. 13.000 chị nói thì comment giùm em mã này 13. 13 von 1m2. Cái này chưa được 1m2 mấy chị, cái này được hơn 1 mét thôi ha, 1 mét thôi. 13.000 cái này về may áo ha. Về may áo xinh xinh luôn á. 13.000 về may áo ha. Hàng này có nhún nhún nha mấy chị nha. Nhún nhún như vậy nè, nhìn rất là xinh luôn. 13k. Rồi con chốt cho cô Nhung tăng mã này 13 nè. Rồi lên giùm con một mã lụa thổ cẩm 25, lên giùm con 25 thổ cẩm này, lụa có giả nha. 25k. Rồi 1m, 1m4 25, lên giùm con 25 1m4 25. Lụa này có giảm, mình hàng ngát lắm, mình may áo đâu cũng được đó, lên có 25.000 nha. 25 chốt cho chị Mai nè. Màu hồng này là mình hàng công sở, mà cái loại thun công sở giống như u mì, mà u mì hè nó không có quá dày nha. Vì mình may quần được, hoặc là mình may áo may đầm cũng được luôn. 63k. Cái này may đầm đẹp lắm. 63 là nhà em 63 nè. 63 được 1m3 ha, may đầm ôm được đó mấy chị. 63 1m3 ha, giảm nhiều luôn nha. Nhìn hàng giảm nhiều. Đây à. Đẹp lắm mấy chị nha. Cái này mình hàng dày lắm luôn á, mà giảm đanh lắm. Rồi 63 em chốt cho mi 8 già. Màu vàng lên mẫu này, mẫu này là hàng gold giúp em hả? Hàng gold ha, 42. Gold chuyên lên công sở, lên vest hoặc là lên đầm, chân váy bút gì cũng được nè. 1m5 42. Gold nha. Cái này đẹp lắm nha mấy chị. Rồi gold 1m5 42 nè. Rồi chị nào lấy thì lấy nhà em mã 42 chắc cho mi 8 già nè. Màu trắng hồi nãy chị nào cần cái này, giống như là mình hàng tách ta nha. Mình chị nào mà cần giày để mà mình lót cái này thì giúp dùng ủi được á. Rồi lấy nhà em mã này 67 thôi mấy chị. 67. 67 mình hàng nó dày giống là tách ta vậy đó. 67k. 1m. Rồi 2m. 2m35 67.000. 2m35 67. Rồi chị nào lấy thì comment cho em 67k 2m35 chốt cho xương xương nè. Rồi mã này được 3m ha, 95 mà em giảm lại còn 60.000 thôi. Rồi 95 giảm còn 60, lý do nó bị tẹt ở giữa mấy chị. Nó có mình hàng nhúng nhúng này, màu hồng đẹp lắm nha mấy chị nha. Sao 95 giảm còn 60, 3m. Nó bị ở giữa này nè. Ở giữa này bị 4, 1, 2, 3, 4, 5 đường. Mình cắt mình bỏ ở giữa đây là mình xài được khoảng cỡ 5m8 luôn. À 2m8 luôn nha mấy chị. Rồi 95k mà em giảm còn 60 thôi. Chị nào lấy thì comment giùm em mã 60. Rồi em có một cái này em sale cho mấy chị nè. Tại cái này về tới 4-5 cây lần em sale được. Cái này em cũng tính để dành nó mà thôi sale luôn. Rồi sale 95k 1kg luôn nha. Cái này mà em sale 95k 1kg là mình hàng đẹp lắm. Cái này gọi là mình hàng siêu lụa nha. Về mình may quần ống suông hoặc là mình may bộ pyjama rất là mát luôn á. Mình hàng nó mềm rũ giống như là ở trong đồ ngủ có Vera luôn nha mấy chị nha. Chất rất là mát. Ờ để thế chị luôn á. Cái hoa vàng phía sau hả chị? Hoa vàng kaki á đúng không chị? Cái này mà giờ em xe 95.000 thì 2m chỉ còn có 27.000 thôi. Rồi 1m này là còn có 13.000 thôi nha, 13.500 thôi nha mấy chị nha. Rồi chị nào lấy thì comment giúp em. Rồi cái này là hàng em bán 1kg 170 luôn đó. Cái này đẹp lắm. Mấy chị về may quần áo dài được, về may áo sơ mi kiểu, hoặc là mấy chị về mình may áo dài được luôn, hoặc là mình may bọc ga nệm, bọc ga nệm nè, mình may cái bọc gối nè, may hàng bọc gối nha. Bọc gối cái này rất là đẹp luôn á, mình hàng mát lắm luôn. Chị nào lấy thì comment giùm em sale 95.000 một ký thôi. Rồi bắt đầu em cắt nha mấy chị nha. Chị nào chưa có số giống chị Liên Kim lên số điện thoại giùm em, mới cắt 13 mét được nha chị. Rồi 1 mét cho chị Phương Vũ nè.
Rồi hoa vàng kaki chờ em xíu nha chị nha. Rồi 2 mét cho Nhung Tăng. 2 mét 2 cho cô Quang Dung. Rồi chị nào mà comment rồi á, mà comment lần 2 thì chị nhắc lại giùm em nha. Rồi có số điện thoại của Liên Kim rồi. Cắt cho Liên Kim 13 mét nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 mét nè. Nói dùm em mã màu nâu đi chị ơi. Nâu hay lụa gì cũng được hết. Rồi 2 mét cho Phụng Trinh. Cái này là vải siêu lụa nha chị nha. Giống như là đồ ngủ của Vera á. Em thấy mua trong đó một bộ tới 500 mấy 600 ngàn. Mẫu mới khi mà nó sale khuyến mãi rồi cũng còn khoảng 400-500. Rồi 2 mét cho chị Ngọc Ly Trang nè. Chị nào mà comment rồi cứ giữ nhắc lại giùm em nha mấy chị nha. Một ký này là khoảng cỡ 6 mét nha mấy chị. Mình hàng rất là đẹp ha. Mã 60 Hồ Loan. Hồ Loan thì ngất xỉu, mã 60 chắc chốt rồi quá chứ không tìm không biết. Không biết mã 60 à, mã 60 biết rồi. Đây 95 giảm còn 60 cho Hồ Loan nè, lên đơn mới cho Hồ Loan. Ơi. Không, đi vô đi ra em nói chuyện, ôm quá chị không nghe được. Rồi 13 mét cho Liên Kim cắt rồi nha, 2 mét rưỡi cho Hoa Hình. Cái mã đó là 95 giảm còn 60. Cuộc cổ là mặt và trẻ hình như là 10 mét là mình 2.2 nhưng mà cái chuyện nó cố hình như là 2.2 chảy cho nó đồng biết. Ừ con không ra được là chị Lan chị đang lái nó hồi mà cái bảo tất nhiên xấu giả được. Rồi 1 ký cho Ngọc Trầm em cắt cho chị 6 mét nha. Ngọc Trầm lên đơn mới nè. Ngọc Trầm là đơn mới. 1 2 3 4 5 rồi 6 mét cho Ngọc Trầm. Một mét rưỡi cho Linh Nguyễn nè. Một mét rưỡi Linh Nguyễn. Ba mét rưỡi cho chị Sương Sương. Một hai ba gần hết rồi nha mấy chị nha. 3 mét rưỡi cho Sương Sương. Rồi chị Hạnh 1 ký lên đơn mới cho chị Hạnh. Và chị Hạnh em cắt cho chị 6 mét nha. 1 2 3 4 5 rồi 6 mét nè. Không kịp thì kê một đứa đóng nó phụ được nha. 2 mét cho cô Thảo Hồ. 2 mét cho Thảo Hồ. Liên Kim cắt 13 mét rồi Liên Kim ơi. Quang Dung thêm 2 mét. 1 mét 2 mét rồi Thảo Hồ 2 mét nâu cắt rồi nha chị nha. Đây là 2 mét thêm của cô Quang Dung. Rồi 3 mét rưỡi của Sương Sương nhắc cắt rồi, cô chưa ghi chữ comment xét lại giùm em nè. 2 mét rưỡi cho chị Teo Cu nè. Rồi 2 mét rưỡi có 1 mét 3 cho Hải Xuyến Lê. Rồi 1 mét 3 cho Hải Xuyến Lê. Cái khúc của chị Liên Kim 13 mét cầm ở lại đi chị ơi. Chị ơi chị cắt không 3 mét mà chị ghi 13 mét xong rồi em cắt 13 mét luôn. Ngất xỉu luôn đó. 1 mét 2 cho chị Anh Nguyên. Rồi 1 mét 2 cho Anh Nguyên nè. Cái khúc 13 mét của chị Lan Kim, Liên Kim lắc đem lại giùm chị nha. Chị Teo Cu 2 mét rưỡi có rồi. Rồi Nguyễn Thủy 2 mét. Một mét nè. Rồi 2 mét. Rồi cắt cho chị Teo Cu rồi nha. Cắt rồi.
rồi 2 mét cho Nguyễn Thủy. Rồi còn chị lấy nữa không thì comment giúp em ha. Mình hàng này phải gọi là siêu lụa nha mấy chị nha. Nó giống như là cái hàng lụa ở trong Vera luôn. Mình hàng thì may pyjama nam nữ đều được, mình hàng rất mát luôn á. Rồi mấy chị kiểm tra Messenger giùm em. Chị nào mà chưa có tin nhắn gửi về là em chưa có cắt. Còn tin nhắn gửi về là em cắt rồi. Tin nhắn gửi về 2 lần có nghĩa là mình comment 2 lần mà em đã cắt 2 lần nha mấy chị nhá. Rồi lấy giùm em mã này là mã siêu lụa ha. Tính ra 1 mét có khoảng 13 ngàn rưỡi là 14 mét thôi. Rồi xe cái này nha. Rồi next em xe thêm một cây lụa tay thi màu đen. Cây tay thi màu đen. Cây màu đen nãy để đâu á bảo. Cây màu đen á, 2 cây trong nó có một cái sọt có màu đen á. Nhi, ở trong nó có một cái sọt có cái màu đen á, dùng chị đi Nhi. Rồi ngoài nó có một cây nữa. Rồi thêm 2 mét nâu cho thảo hồ nè. Nhớ lấy cái của chị Liên Kim 13 mét ra là cắt lại 3 mét thôi, mất công xếp 13 mét mất thời gian nha. Rồi để đó. Bỏ lên đây nè, bỏ lên đây nè. 2 mét. 2 mét đâu có thật. Không có dư đâu nha. Còn 2 mét 2 thì chung quanh chung nữa giờ. Chị cắt, chị đo là chị cắt đó. Coi chừng em bấm lộn kích thước. 2 mét đó của chị Thảo Hồ. Rồi 2 mét cho Kim Hoa nè. Rồi 2 mét cho Kim Hoa. Rồi giờ là 2 mét 2 đúng không? Rồi 2 mét cho chị Hà Cương. 2 mét 2 nè. 2 mét cho chị Hà Cương nè. Rồi thêm 2 mét 2 cho cô Chanh Bông nè. Đây là 2 mét của Hà Cường nè. Rồi 2 mét 2 của Chanh Bông. Hai mét 2 của cô hôm nay chị còn nhìn nhau cắt cho nó. Rồi chị Ngọc Ly Trang. Em cắt rồi mà ta. Chờ em xíu nào. Có rồi, 2m27k đó. Có rồi nha chị nha. 2m27k có tin nhắn rồi. Rồi cái này không có xanh lá mấy chị ha. Lụa siêu lụa này em chỉ có một cái màu nâu này thôi mà về tới 3 cây là bên em mới sale. Rồi ok chị, rồi em lên tiếp cái lụa tay thi màu đen sale luôn cái 5.000 đây. Lụa màu đen có giãn ha. Chị nào lấy thì lên giùm em mã đen kèm nét. Mã đen kèm nét nè, giãn ngang nha, giãn ngang và giãn rất là nhẹ. Mình hàng này đẹp lắm mấy chị về may. Mềm mướt nha mấy chị nha. Mềm mướt về mình may quần bà ba, may bộ đều được. Bộ đồng cũng được hết. Thêm 2 mét cho Nhung Tăng nè. Nhớ nhắc Nhi lấy cái khúc liên kim 13 mét ra mất công đứng xếp cái loại tay nha. Rồi thêm 2 mét cho Nhung Tăng. Liên kim 13 mét. Để ra thì cắt 3 mét thôi. Nhi ơi. Rồi bắt đầu nhận mã đen này ha. Chị nào lấy đen thì comment là em đen. Đen nha mấy chị nha, tới đen nè. Rồi 3 mét, chị cắt 3 mét cho chị Liên Kim. Mình lấy cái khúc 13 mét nó bỏ lại lại. Này 3 mét cho chị mình. 1. Rồi 2. Sao vậy? Lưu xuống rồi. Lưu xuống rồi. Dài rồi lên mã đen mấy chị ơi. Đen Nhung Tăng 2 mét nè. Đen là đẹp lắm nha mấy chị nha. Đen nè. Đen 2 mét Nhung Tăng. Rồi xong. Rất ao cái này luôn. Rồi chờ xíu em cân thử 2 mét này là bao nhiêu nha. Rồi màu đen này có giả rồi mấy chị, may bộ, may sơ mi, may gì cũng được hết. Rồi màu đen này 2 mét có 35 ngàn thôi mấy chị ơi. 2 mét chỉ có 35 ngàn. Rồi chị lấy đen thì comment đen giùm em. 2 mét chỉ có 35 ngàn là tính ra 1 mét chỉ có 17 ngàn rưỡi ha. 1 mét chỉ có 17 ngàn rưỡi thôi.
Rồi đen đó là giống chất lụa tay thi có giãn, nhưng mà cái loại này có giãn nha. Nó có cái độ bóng mềm giống tay thi nhưng mà nó có giãn, mà giãn theo biên đó cô. Mình hàng nó dày hơn, mình hàng nó dày hơn và mình có thể lên quần tay được, lên bộ được, không cần lót, lên sơ mi được luôn, lên đầm được luôn, có giãn ha. Rồi đổi lại mỗi loại 2 mét cho chị Chi Đằng. Rồi màu đen chị nào lấy thì lên giùm em mã đen ha. Chị ơi lấy thêm được không chị? Rồi 2 mét cho chị Chi Đặng nè. Cái màu đen có 2 mét bấm vào Chi Đặng luôn đi em. Còn cái chị Nhung Tăng bỏ cái tem nó đi, chị lấy lại 4 mét. Rồi 4 mét cho Nhung Tăng. Rồi đen có dạng với cô lên quần tay lên được luôn nha. Thôi cái này hàng ít thôi, không có nhiều nữa cô, cái này thấp hơn tay rồi. Hơn một cây là một cây lớn, một cây nhỏ. Rồi đen ha, mấy con mấy chị ha. Đen 4 mét cho Nhung Tăng nè. 1 2 3 Rồi 4 mét cho Nhung Tăng. 2 mét 2 cho cô Quang Dung nè. Rồi 2 mét 2 cô Quang Dung. Rồi 2 mét 2m2 cô Quang Dung nè. Đen này rất là đẹp luôn. Đây mình may, may quần tay, may bộ bà ba đều được nha. May quần bà ba được. Đấy, 2m2 cho cô Quang Dung. Mình hàng này là mát rưỡi luôn nha mấy cô nha. Rồi sờ em mô tả lại ha. Nó mềm mướt, sờ lên là nó có độ bóng nhẹ giống như lụa tay thi. Nó có chiều giãn nè, mấy cái này nó có độ giãn ngang ra, giãn rất là nhẹ nhàng. Mình hàng thì sờ lên mát lạnh giống như là hàng cô tông vậy đó. Mình có thể lên quần tay, lên chân váy, lên đầm cũng được, lên sơ mi cũng được, không cần lót nha chị. Mình hàng này rất là láng và êm luôn, không có độ bóng nha. Rồi 2 mét cho chị Kim Hoa. Cho Ngọc Hảo. Rồi lên đơn mới cho Ngọc Hảo. Nói chung cái mình hàng rất là dày dặn, mà 2 mét thì khoảng cỡ 35 ngàn thôi. 4 mét cho chị Thanh Nguyễn. Rồi lên đơn mới cho Thanh Nguyễn. Thanh Nguyên á. 1, 2 nè. 3 4 chị Linh Nguyên. Em nói như thế nào cái trẻ mà cái nói thầy bắn không có. 2,5 mét cho chị Hoa Huỳnh. Liên ơi, Tiên ơi. Rá coi em quay được cô bắn có không, là cái báo mà cái đó lạ cái bò giữa như chị gái. Rồi 2,5 mét cho Hoa Huynh nha. Rồi chị Chi Đặng, chị Đặng ơi, chị 2 mét đen, 2 mét gam cắt rồi. 2 mét cho Trang Nguyên nè. Chị cắt 2 mét màu đen, 2 mét màu nâu em cắt rồi nha. Rồi 2 mét cho Trang Nguyên nè. Rồi không kia. Nhiêu lần hả? Rồi này cái báo lạc cái chăn ngược qua giống chị đi. Rồi chị Chi Đạt. Con chị nào lấy đen hay không thì comment giùm em là đen nha mấy chị nha. Nghi lắm hả? Sợ lắm hả? Rồi đen em cắt cho chị rồi nha. Cái này may quần ống suông được, may quần suông hay quần ôm đều được. Hãy subscribe.
Là cái đây nó ngoan nhất. Rồi có chút trục chặt rồi. Rồi em xin phép xuống like một xíu nha. Chị nào comment nâu thì lên giùm em nâu. Nâu này là hàng siêu lụa ha. Hai mét khoảng cỡ là 27.000. Giờ em xe 95.000 một ký luôn. Rồi màu đen này á, là hai mét khoảng cỡ 35.000. Chị nào lấy đen thì comment đen, lấy nâu thì comment nâu. Cái này hàng cây nha. Rồi để em xuống like một xíu em xử lý. Tại trời mưa quá em sợ ướt vải. Xong rồi lát nữa em lên like sớm nha mấy chị nha. Khoảng 6 giờ em lên like. Nên mấy chị ngay thủ ăn cơm xíu rồi tối em like sớm với em ha. Dạ ba mấy chị ạ. Rồi em cắt thêm 2,5 mét cho chị Á Nhân Lê Thị màu đen nha. Chị nếu lấy màu nâu thì comment giùm em màu nâu thôi. Cái này may quần áo dài được, may áo sơ mi hoặc là mình lên pyjama đều được, lên pyjama nam nữ được luôn. Mã này mình cũng có thể là may bọc ga gối nha mấy chị nha, may bọc ga gối được. Con bay con Quang Dung nha.